Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 9. Nằm trên mặt đất một ngày một đêm, dưới sự chữa trị của huyền khí màu vàng kim, vết thương trên người Dương Diệp tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã có năng lực hành động. Dương Diệp từ móng vuốt của tiểu tử kia biết được rằng, đại địa hùng vương trước mắt này căn bản không phải là huyền thú vương cấp đỉnh phong gì cả, mà là tồn tại đã bước được một nửa bước vào linh cấp. Điều này khiến cho tâm tình đang buồn bực của Dương Diệp tốt hơn một chút, dù sao, dưới sự va chạm của huyền thú vương cấp mà mất đi sức chiến đấu thì thật sự là có chút mất mặt. Trong lúc dưỡng thương ở địa bàn của đại địa hùng vương, Dương Diệp xem như đã được kiến thức cái gì gọi là kỳ thị chủng tộc. Đãi ngộ của hắn và tiểu tử kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đại địa hùng vương đối với tử điêu tốt tới mức quả thực khiến cho Dương Diệp vừa hâm mộ vừa ghen tị, huyền giai linh thảo, huyền giai linh quả, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mà Dương Diệp không biết tên, tóm lại, thứ mà đại địa hùng vương chiêu đãi tiểu tử kia thì không có cái gì là rác rưởi. Mà thứ đại địa hùng vương chiêu đãi hắn thì chỉ có mấy quả trái cây không biết tên, mà còn là chẳng có phẩm giai gì. Điều này khiến cho Dương Diệp có chút buồn bực, cũng may, tiểu tử kia đã để huyền giai linh thảo linh quả mà đại địa hùng vương tặng cho nó vào trong tiểu tuyền qua của hắn, nói một cái khác thì những thứ này hiện tại xem như đã là của hắn. Nhìn một đống linh thảo linh quả trong toàn qua đan điền, với tài lực và nhãn giới của Dương Diệp hiện tại mà vẫn phải kinh hãi. Đại địa hùng vương một ngày này đã đưa tặng cho tiểu tử kia tới 50 loại linh thảo, hơn 100 loại linh quả không biết tên. Hơn nữa những cái này tất cả đều là huyền giai, thậm chí, trong đó còn có mấy thứ là huyền giai đỉnh phong. Ngoài được đại địa hùng vương tặng ra, Dương Diệp còn có một khoản thu nhập thêm khác. Đó chính là nạp giới của 4 người nguyên môn và mấy người của Minh Vũ Học Viện. Mấy người này hiển nhiên địa vị không cao, đá năng lượng cộng lại cũng chỉ được 3.000 viên, đá năng lượng đối với người khác thì có lẽ là rất hy hữu, nhưng đối với Dương Diệp mà nói thì cũng chẳng quan trọng. Bởi vì trong nạp giới của hắn ước chừng có gần 4 vạn viên đá năng lượng. Cho nên, đá năng lượng của mấy người lúc ấy bị hắn thuận tay đưa tất cả cho Thanh Tuyết. Trừ đá năng lượng ra, Dương Diệp từ trong nạp giới của mấy người còn có được 3 môn huyền kỹ cùng 6 kiện huyền bảo. Trong 3 bản huyền kỹ chỉ có 1 môn là huyền giai, 2 môn huyền kỹ còn lại đều là hoàng cấp đỉnh phong. 2 môn huyền kỹ hoàng cấp Dương Diệp chỉ nhìn thoáng qua rồi để sang bên. Hiện tại không phải là huyền kỹ huyền giai thì hắn hoàn toàn không thèm quan tâm. Môn huyền kỹ huyền giai đó là một môn huyền kỹ trưởng pháp, tên là Phách Thiên Trưởng, là thu được từ trong giới chỉ của Tuyên Minh. Môn huyền kỹ này nếu lấy uy lực để luận thì hoàn toàn không kém gì kiếm khí chỉ của hắn, chỉ là Dương Diệp vẫn không lựa chọn tu luyện. Có 2 nguyên nhân, thứ nhất là vì nguyên môn, cự á của Nam vực này hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu hắn tu luyện môn huyền kỹ này, về sau nếu bị nguyên môn biết, vậy khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, hơn nữa môn huyền kỹ này đối với hắn mà nói thì cũng không phải là quá quan trọng. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì ăn tham quá không tốt, hiện tại hắn đã có không ít huyền kỹ, nhưng trừ kiếm pháp và hậu chế nhân ra, cái ái khác đều chưa tính là có tiểu thành, hiện tại hắn thật sự là không có thời gian để tu luyện huyền kỹ khác. Tuy mấy môn huyền kỹ này và mấy môn huyền kỹ của huyết thủ đều không thể tu luyện, nhưng bán đi thì vẫn được. Những huyền kỹ này phẩm giai không thấp, bán được giá tốt là chuyện rất dễ dàng. Về phần mấy món huyền bảo, Dương Diệp nhìn chúng một đôi giày huyền giai hạ phẩm. Giày này có màu xanh thẫm, nhưng khác với giày của hắn là đôi giày này đằng sau có một đôi cánh chim màu trắng nho nhỏ, cánh nhỏ màu trắng thuần khiết mềm mại phiêu dật như là lông chim của một loại chim nào đó. Sau khi Dương Diệp đi đôi giày này vào và rót huyền khí vào trong đó, Dương Diệp liền không thể bình tĩnh được nữa. Bởi vì đôi giày này không ngờ là có năng lực đề cao khả năng nhảy, đặc biệt là đẩy cao tốc độ, sau khi đi vào rồi thi triển tật phong bộ, bản thân Dương Diệp cũng bị khiếp sợ bởi tốc độ của mình, ít nhất thì cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Chỉ là huyền khí này tiêu hao quá khủng bố, Dương Diệp chỉ thi triển một lần tật phong bộ đã tiêu hao 1/4 huyền khí của hắn rồi. Phải biết rằng, bình thường tật phong bộ của hắn cho dù là liên tục thi triển mấy chục lần cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, hắn nếu muốn dùng đôi giày này để gia trì thì chỉ có thể thi triển được 4 lần. Tuy huyền khí tiêu hao quá lớn, nhưng hiệu quả cũng lớn. Đương nhiên, giày này chỉ nên dùng vào thời khắc mấu chốt. Trừ đôi giày này ra, 5 kiện huyền bảo còn lại Dương Diệp không thèm để ý, để hết vào trong nạp giới, chuẩn bị sau này mang ra bán. Lại nghỉ ngơi một ngày, sau khi thương thế ở trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn, Dương Diệp chuẩn bị dẫn tiểu tử kia rời đi. Khi đi,
Đại địa Hùng Vương lại tặng cho Tử Điêu rất nhiều đồ, khiến Dương Diệp cao hứng tới mặt cũng nở hoa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Mình sau này mà nghèo thì nhất định phải dẫn tiểu tử này tới đánh cướp thú vương của Thập Vạn Đại Sơn. Tuy không thu phục được Đại địa Hùng Vương, nhưng thu hoạch lần này của Dương Diệp lại không nhỏ. Trừ thu hoạch trên vật chất ra, thực lực của hắn cũng có tiến bộ không nhỏ. Đánh với Đại địa Hùng Vương một trận, hắn cũng lĩnh ngộ được rất nhiều, hơn nữa từ sau trận chiến ấy, hắn lờ mờ đã cảm giác được hắn sắp đột phá. Hắn hiện tại là huyền giả cửu giai đỉnh phong, đột phá tiếp sẽ chính là tiên thiên, nếu đạt tới tiên thiên, vậy thực lực của hắn sẽ nhảy vọt trên tính chất. Tiên thiên thật sự là khiến cho người ta chờ mong. Dương Diệp cười cười, đúng lúc này, Tử Điêu trên vai Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một luồng ánh sáng tím, sau đó móng nhỏ chỉ về phía một cây đại thụ cách trước người Dương Diệp mấy chục trượng. Đây là tín hiệu có nguy hiểm. Dương Diệp biến sắc, không chút nghĩ ngợi rút kiếm bổ vào cái cây đó. Một đạo kiếm khí cắt qua không khí, nháy mắt đã bắn lên cây đại thụ ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ bên trong tập kích về phía Dương Diệp, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhìn thấy đạo bóng đen này, hai mắt Dương Diệp híp lại, đợi khi bóng đen tới trước người hắn nửa trượng thì Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Keng! Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Trường kiếm trong tay bóng đen chỉ còn cách hít hầu của Dương Diệp nửa tấc thì kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào ngực áo đen, nhưng không đâm sâu vào được, mà bị một thứ gì đó chặn lại. Bóng đen biến sắc, không có chút do dự, chân phải dậm xuống đất, cả người nhảy ngược ra sau. Chỉ sau hai cái hô hấp là biến mất trong tầm mắt của Dương Diệp. Một kích không thành, chạy xa ngàn dặm. Thu kiếm, Dương Diệp không truy kích, đối phương đã cách xa hắn, hắn căn bản là không đuổi kịp, chỉ là rốt cuộc là ai muốn giết hắn. Đối phương vừa nhìn đã biết là sát thủ, mà sát thủ thì sẽ không vô duyên vô cớ tới giết mình, chỉ có một cách giải thích, đó chính là sát thủ này được người khác mời đến giết mình. Chỉ là kẻ địch của mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa người có thể giết mình đều giết cả rồi, rốt cuộc thì là ai đây? Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới hai người, chuẩn xác mà nói thì là hai thế lực, Bách Hoa Cung và Kiếm Tông. Bởi vì hắn chỉ có mâu thuẫn với hai thế lực này. Chỉ là Dương Diệp vẫn có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, với thực lực của hai thế lực này thì căn bản không cần phải mời sát thủ tới giết hắn làm gì. Mà nếu không phải là hai thế lực này vậy thì là ai? Thật lâu sau, Dương Diệp áp chế nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía bóng đen đó, thấp giọng nói. Đáng tiếc không thể một kiếm khống chế hắn, bằng không đã chẳng phải ngồi đoán. Có điều công pháp ẩn nấp của người này thật sự rất cao, cách gần như vậy mà ta không ngờ không hề cảm nhận được điều gì khác thường, nếu không phải có tiểu tử này thì chờ ta sau khi đi qua cái cây này rồi, hắn nếu xuất động công kích, mình chỉ sợ sẽ thật gặp nạn ở đây rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp cọ cọ vào tiểu tử đó, nói. Cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi thì hôm nay ta sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó cái đầu nhỏ cũng cọ cọ vào Dương Diệp. Lần sau ngươi nếu phát hiện ra hắn thì đừng phóng ánh sáng tím, lén nói cho ta là được rồi, hiểu chưa? Dương Diệp nói, lúc trước khi tiểu tử này báo với hắn là có nguy hiểm, vì phản ứng của bản năng, hắn không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm chém ngay, thế cho nên mới kinh động đối phương trước. Nếu hắn không kinh động đối phương, mà là sau khi tiếp cận đối phương mới xuất thủ, vậy thì đối phương căn bản không thể đào thoát được. Đối với điểm này, Dương Diệp là rất tự tin, tựa như lúc trước hắn dám để cho đối phương sau khi tiếp cận hắn rồi mới rút kiếm. Chỉ đáng tiếc, lúc ấy hắn muốn giữ lại người sống, thế cho nên không vận dụng kiếm ý và huyền khí màu vàng kim, nhưng hắn không ngờ, đối phương lại mặc một kiện huyền giáp. Có điều sẽ còn có cơ hội, Dương Diệp có một loại trực giác. Đó chính là đối phương sẽ lại tới tìm hắn. Nếu không có tiểu tử này, thủ đoạn ẩn nấp của đối phương sẽ khiến Dương Diệp vô cùng đau đầu, nhưng sau khi có tiểu tử này rồi, bất kỳ thứ nào tiến vào trong phạm vi 20 trượng chung quanh hắn đều sẽ bị hắn phát hiện. Có tiểu tử này ở đây, hắn có thể từ sáng chuyển sang tối, mà đối phương thì lại từ tối chuyển sang sáng. Dương Diệp rời khỏi đoạn hồn sơn mạch, đi sâu vào trong thập vạn đại sơn, để dẫn dụ sát thủ kia. Dương Diệp không gọi ra hai U Minh Lang Vương, chỉ bảo tiểu tử kia đứng ở trên vai hắn. Ba ngày sau, Dương Diệp cuối cùng cũng ra khỏi đoạn hồn sơn mạch, đi tới một vùng bình nguyên. Đúng vậy là bình nguyên, vùng bình nguyên này mênh mông vô bờ, vô cùng rộng lớn. Dương Diệp không biết vùng bình nguyên này là đâu,
bởi vì lúc trước bản đồ mà Man Tử đưa cho hắn chỉ có vẽ về khu vực bên ngoài đoạn hồn sơn mạch, bên trong đoạn hồn sơn mạch thì trên bản đồ không có ghi chép gì. Có thể nói, bắt đầu từ khi hắn bước trên vùng bình nguyên này thì là không biết gì về những gì ở phía trước, bao gồm cả có huyền thú gì cũng không biết. Trong vòng 3 ngày này, Dương Diệp đã ở chung quanh đoạn hồn sơn mạch gặp phải một số huyền thú vương, nhưng Dương Diệp không thu nhận, bởi vì Tử Điêu không để vào mắt. Trải qua giải thích của Tử Điêu, Dương Diệp minh bạch Tử Điêu vì sao lại không để những huyền thú vương này vào mắt. Bởi vì huyết mạch của chúng kém, đúng vậy, huyết mạch ở trong các huyền thú cũng quan trọng như thiên phú của nhân loại vậy, huyết mạch kém thì đại biểu cho thành tựu của huyền thú sẽ có hạn. Nếu thành tựu có hạn thì không cần bồi dưỡng. Dù sao, Dương Diệp vẫn hy vọng thú vương mình thu phục được có thể càng lúc càng mạnh, chứ không phải vĩnh viễn dừng ở thú vương. Cho nên, Dương Diệp đi tới nơi này, mục đích tất nhiên là để tìm kiếm thú vương có tiềm lực. Nhìn một mảng xanh mượt trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười, giống như là nghĩ tới gì đó, xoay người nhìn lướt qua vùng rừng rậm, nhẹ giọng nói. Không biết ngươi có gan đuổi theo hay không? Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, cứ vậy lao về phía trước. 3 ngày qua, người từng ám sát Dương Diệp vẫn không xuất hiện, nhưng trực giác nói với Dương Diệp, đối phương căn bản chưa rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, mà là từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm hắn. Sở dĩ 3 ngày qua không ra tay, có lẽ chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại, hắn muốn đi vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn thần bí nguy hiểm này, người đó liệu có dám tiến vào theo hay không? Ngay khi Dương Diệp xoay người lao về phía trước, một bóng đen từ trong một gốc cây đi ra. Bóng đen nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp đang đi, không hề do dự, thân hình khẽ động, lao theo Dương Diệp. Nếu có người ở đây, sẽ phát hiện bóng đen cực kỳ quỷ dị, bởi vì bóng đen thân hình lóe lên một cái, không phải thuấn di, mà là bóng đen di động mỗi một trượng, thân hình sẽ biến mất một thoáng, khi xuất hiện lại thì đã ở ngoài mấy trượng. Chấm chấm chấm. Để dẫn dụ sát thủ đó, Dương Diệp không chịu hồi tiểu hôi, tốc độ tất nhiên rất chậm. Đi mấy canh giờ mà vẫn ở trong vùng bình nguyên này. Lại đi thêm một canh giờ, Dương Diệp đột nhiên dừng chân, mày nhíu lại, hắn phát hiện vùng bình nguyên này có chút không đúng, bởi vì trên đường đi, hắn không thấy trên bình nguyên này có một huyền thú nào, cho dù là huyền thú cấp thấp cũng không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bình thường loại tình huống này chỉ có hai loại nguyên nhân, thứ nhất chính là vùng bình nguyên này có thứ gì đó khiến huyền thú kiêng kỵ. Thứ hai là loại bình nguyên này là địa bàn của một huyền thú, hoặc là một chủng tộc, ví dụ như đoạn hồn sơn mạch của đại địa Hùng Vương, nhưng khác với đoạn hồn sơn mạch của đại địa Hùng Vương, thú vương và tộc quần của khu vực này cấm huyền thú khác bước vào. Dương Diệp nghiêng về khả năng thứ hai, mà thú vương hoặc là tộc quần có thể khiến huyền thú khác không dám bước vào, vậy thì thực lực khủng bố cỡ nào? Dù sao thì khẳng định cũng không thấp hơn đại địa Hùng Vương, nếu chỉ có một con còn đỡ. Nhưng vạn nhất thú vương này không lẻ loi một mình như đại địa Hùng Vương, mà là có một đống tiểu đệ thì sao? Tiểu tử, dạng huyền thú gì thì không phải sợ ngươi. Dương Diệp quay đầu Tử Điêu ngồi trên vai hắn, việc này phải hỏi một chút, bằng không trong lòng hắn không yên. Tử Điêu chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi sau đó móng vuốt nhỏ chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất, sau đó thì vươn móng vuốt nhỏ ra. Thấy thế, Dương Diệp nheo mắt lại, yết hầu giật giật, nói. Ngươi là nói, trên trời dưới đất, chỉ có 5 loại huyền thú mới không phải sợ ngươi. Tử Điêu gật đầu. Vậy nói cách khác, trừ 5 loại huyền thú ra thì huyền thú khác không có con nào là ngươi không thu thập được. Ừ, là loại cấp bậc không cao. Tử Điêu nghĩ nghĩ, sau khi cảm thấy không quên gì thì lại gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng có tình tướng với ta. Bằng không ta nếu đi trêu chọc phải huyền thú vô cùng lợi hại nào đó thì hai chúng ta đây xong đời đó. Đối với sự hoài nghi của Dương Diệp, Tử Điêu vô cùng bất mãn, móng vuốt nhỏ hung hăng tóm lấy đầu Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu, sau đó không tiếp tục đề tài này nữa, tiếp tục tiến về phía trước, hiện tại trong lòng hắn đã có chỗ dựa. Dương Diệp lúc này trong lòng trừ có chỗ dựa ra thì còn vô cùng khiếp sợ, trên trời dưới đất. Chỉ có 5 loại huyền thú ở phải sợ hãi tiểu tử này, điều đó đại biểu cho cái gì? Dương Diệp nghĩ thôi liền cảm thấy đáng sợ. Tóm lại bất kể là thế nào, lần này nhặt được vật báu rồi. Chấm chấm chấm. Đột nhiên, phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, Dương Diệp dừng chân,
xoay người nhìn về phía xa xa. Đập vào mắt là một ngũ kỵ binh khoảng 100 người đang tới xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp, nhìn thấy đội kỵ binh này, Dương Diệp rất kinh ngạc. Bởi vì đội kỵ binh này rõ ràng là nhân loại, hơn nữa đội kỵ binh này này cưỡi không ngờ là huyền thú tứ giai, phong liệt mã. Phong liệt mã, tứ phẩm huyền thú, không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, nghe đồn cực phẩm phong liệt mã nhanh nhất có thể phi như xé gió. Toàn bộ Nam vực, chỉ có một thế lực có thể sử dụng phong liệt mã, đó chính là Đại Tần Đế Quốc. Tông môn thế lực khác không phải không thể dùng, chỉ là không được dùng mà thôi. Chỉ là Dương Diệp nghĩ không thông, đội ngũ kỵ binh của đế quốc này vì sao xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn. Ngay khi Dương Diệp đang nghi hoặc thì đội kỵ binh 100 người này đã đi tới cách Dương Diệp không xa, khi một nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn thấy Dương Diệp thì trong mắt hiện lên một tia đề phòng, không chỉ là hắn, kỵ binh mặc khôi giáp màu bạc phía sau nam tử trung niên này vẻ mặt cũng rất đề phòng. Khi nhìn gần đội kỵ binh này, Dương Diệp động dung. Mỗi người trong đội ngũ của đội kỵ binh này không ngờ đều là cường giả tiên thiên cấp, nam tử trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim thì càng sâu không lường được. Hơn nữa khí thế của đội kỵ binh này vừa nhìn đã biết chính là thân kinh bách chiến. Một đội ngũ như vậy vì sao lại đi tới Thập Vạn Đại Sơn? Dương Diệp càng thêm nghi hoặc. Trung niên nhân dẫn đầu đội kỵ binh nhìn Dương Diệp với vẻ đề phòng, khi thấy thực lực của hắn thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cũng không có ý chào hỏi Dương Diệp, chỉ dẫn kỵ binh tiếp tục tiến về phía trước. Thường có đệ tử tông môn đến Thập Vạn Đại Sơn lịch lãm, xuất hiện một người cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dương Diệp cũng không có ý chào hỏi đối phương, đội ngũ này không gây phiền toái cho hắn là tốt rồi, hắn cũng sẽ không tự dưng lại đi sinh sự. Chỉ có chút tò mò nhìn thoáng qua một chiếc xe ngựa ở trung tâm đội kỵ binh. Có thể thấy được là đội ngũ này đang hộ tống chiếc xe ngựa này. Bởi vì đội ngũ kỵ binh này cơ hồ là bao vây lấy chiếc xe ngựa, bất kỳ ai nếu muốn đánh lén hoặc là tiếp cận chiếc xe ngựa này, vậy thì cần phải bước qua đội kỵ binh này trước mới được. Ầm ầm. Ngay khi đội ngũ kỵ binh này đi qua Dương Diệp, mặt đất rung chuyển, bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng vang còn khủng bố hơn tiếng vó ngựa. Trung niên nhân dẫn đầu biến sắc, nhưng cũng không bối rối, trường thương màu vàng kim trong tay chỉ lên trên, quát. Có kẻ địch tập kích, liệt trận. Dứt lời, đội kỵ binh nhanh chóng co về phía sau, bao bọc lấy xe ngựa, sau đó đều tự dũng động huyền khí, vẻ mặt đề phòng. Dương Diệp thầm nghĩ không ổn rồi, muốn lập tức chuồn đi, khi hắn vừa cất bước, ở bốn phía bình nguyên đột nhiên vô số huyền thú ùa ra, những huyền thú này tạo thành thế bao vây ập về phía Dương Diệp và đội kỵ binh này, khí thế đó quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Dương Diệp chỉ nhìn lướt qua những huyền thú đang vây tới một cái, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Những huyền thú này hình thể cao lớn, bất kỳ một con nào cũng ở hề bé hơn tiểu hôi. Quan trọng nhất là những huyền thú này không ngờ đều là bát phẩm và cửu phẩm, không có một con nào là dưới bát phẩm. Là liệt diễm sư tộc, lấy phù. Nhìn thấy những huyền thú này, trung niên nhân dẫn đầu trầm giọng quát. Dứt lời, 100 người đó không chút do dự, đều tự từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, sau đó vỗ lên người mình. Dương Diệp thấy, đó là cường lực phù. Hơn nữa cơ bản tất cả đều là phù lục trung phẩm, đương nhiên, hiện tại hắn không có lòng để quan tâm tới sự tài đại khí thô của đội ngũ này, hắn đang nghĩ đường trốn. Mấy ngàn huyền thú khi còn cách đám người Dương Diệp 10 trượng thì dừng lại, sau đó gầm rú đối với bên Dương Diệp. Đúng lúc này, huyền thú phía trước đám người Dương Diệp đột nhiên tách sang hai bên, sau đó một đại hán râu quai nón từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đại hán râu quai nón này, Dương Diệp đầu tiên là ngây ra, khi nhìn thấy khuôn mặt đầu lông trên mặt hắn, sắc mặt Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì đại hán râu quai nón trước mắt này là huyền thú linh cấp đã có thể biến ảo thành hình người. Nhìn đại hán râu quai nón từ huyền thú biến ảo thành cùng liệt diễm sư tử đông nghìn nghịt, Dương Diệp hiện tại cũng chỉ có thể cầu tiểu tử kia lúc trước thật sự không phải là nói khoác. Bằng không hôm nay hắn rất có thể sẽ phải trở thành thịt ngon trong miệng đối phương rồi. Không chỉ Dương Diệp. Khi đại hán râu quai nón đi ra, sắc mặt của trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim cũng trở nên ngưng trọng. Huyền thú mạnh hơn nhân loại, đây là điều mà mọi người đều công nhận. Huyền thú vương cấp cùng cấp với cường giả cùng nhân loại tiên thiên cảnh, nhưng thực lực thì lại có thể chống lại cường giả nhân loại vương giả cảnh. Mà huyền thú linh gia thì không cùng cấp với cường giả vương giả cảnh, mà là cùng cấp với cường giả nhân loại linh giả cảnh. Cũng chỉ có bắt đầu từ linh giả cảnh,
chênh lệch giữa nhân loại và huyền thú mới được rút ngắn lại. Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hít sâu một hơi, lập tức, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể ùa ra, mà sau lưng hắn, một đôi cánh chim được ngưng tụ từ huyền khí chậm rãi xòe ra, cánh chim đập nhẹ nhẹ, thân thể trung niên nhân trong nháy mắt bay lên, sau đó chậm rãi dừng ở đối diện đại hán râu quai nón. Huyền khí hóa cánh, cường giả linh giả cảnh. Nhìn một đôi cánh chim sau lưng trung niên nhân, Dương Diệp trong lòng rùng mình, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, có cường giả linh giả cảnh ở đây rồi, chỉ đợi trung niên nhân này cầm chân huyền thú linh cấp này là mình sẽ bỏ chạy, chắc cũng không quá khó. Nhận lệnh của Ngô Hoàng, hộ tống trưởng công chúa Điện Hạ tới thú đô kết thân với hoàng tử Điện Hạ của quý quốc. Trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim nhìn đại hán râu quai nón, trầm giọng nói. Kết thân. Khóe miệng đại hán râu quai nón phát ra một nụ cười lạnh, nói. Kết thân thì không cần thiết đâu, quay về đi. Còn nữa, trở về nói với hoàng tử của các ngươi một câu, bảo hắn đừng có vọng tưởng nhúng tay vào chuyện của huyền thú đế quốc ta. Bằng không ngày sau 10 vạn thiết kỵ sẽ rời khỏi thập vạn đại sơn, san bằng đế quốc Đại Tần của ngươi đó. Nghe vậy, trung niên nhân mặc khôi giáp hoàng kim hai mắt híp lại, trầm giọng nói. Ngăn cản hai nước kết thành quan hệ thông gia, chắc ngươi biết hậu quả chứ? Hậu quả ư? Đại hán râu quai nón khinh thường, chân phải dậm mạnh xuống đất, mặt đất trong mấy trượng chung quanh trực tiếp sụp xuống. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dẫn người của ngươi cút khỏi thập vạn đại sơn, bằng không hôm nay sẽ là ngày chết của các ngươi. Dứt lời, đàn liệt diễm sư lập tức gầm rú, tựa hồ chỉ cần trung niên nhân hoàng kim dám nói nửa chữ không thì sẽ lập tức xông lên cắn xé. Nhìn thấy đàn sư tử và đại hán râu quai nón như vậy, tử điêu trên vai Dương Diệp có chút khó chịu, đang chuẩn bị nhảy lên giáo huấn đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia một chút thì Dương Diệp ở bên cạnh vội vàng ôm lấy nó, nói. Thằng nhóc, đừng có nóng giận vội, bây giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta xuất thủ. Dương Diệp cũng không dám để tiểu tử này ra ngoài phát huy, hiện tại ở bên cạnh còn có người của Hoàng thất đế quốc Đại Tần, hắn không muốn tiểu tử này bại lộ trong mắt họ. Hơn nữa, tiểu tử này liệu có làm huyền thú linh cấp phải kinh sợ hay không thì vẫn còn là vấn đề, nếu có thể thì tốt, nhưng vạn nhất không thể thì sao? Trong mắt trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim lóe lên ánh sáng lạnh. Lạnh lùng nhìn đại hán râu quai nón một cái rồi sau đó xoay người lên xe ngựa. Đột nhiên, hắn dừng chân, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, thấy trên mặt Dương Diệp không có nửa điểm e ngại thì lập tức ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Tiểu huynh đệ kiếm không rời tay, là đệ tử của kiếm tông à? Dương Diệp ngẩn ra, hắn không ngờ cường giả linh giả cảnh này lại chào hỏi cùng hắn, lập tức lắc đầu nói. Không phải. Thấy Dương Diệp phủ định. Trung niên nhân mặc khôi giáp màu hoàng kim có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đi tới trước xe ngựa, nói lại những lời mà đại hán râu quai nón vừa nói. Hồi lâu sau, bên trong xe ngựa truyền đến giọng nữ trong trẻo lạnh lùng. Nếu đối phương đã không chào đón ta thì ta việc gì phải nhiệt tình như vậy nữa? Về nước, người trung niên mặc khôi giáp màu hoàng kim nhướng mày, do dự một chút rồi nói. Điện hạ. Chúng ta nếu cứ vậy mà về thì biết ăn nói thế nào với bệ hạ. Ăn nói à? Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười lạnh. Nếu vậy thì ngươi giải quyết đám huyền thú trước mặt đi, chúng ta không phải là có thể tới thú đô sao? Người trung niên cười chua chát nói. Điện hạ, đối phương trên số lượng hơn chúng ta tới mấy chục lần, hơn nữa lại có cả huyền thú linh cấp, chúng ta làm thế nào để thủ thắng? Ngươi vừa không muốn về nước lại vừa không thể giải quyết những huyền thú này. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong thanh âm của người bên trong xe ngựa mang theo vẻ mất kiên nhẫn và tức giận. Thuộc hạ muốn mời điện hạ truyền âm phù, thông chi cho báo hoàng điện hạ ở sâu trong thập vạn đại sơn, bảo hắn phái người đến viện trợ chúng ta. Người trung niên nói. Truyền âm phù cực phẩm, ngươi có à? Nghe vậy, vẻ chua chát trên mặt người trung niên càng đậm hơn, biết người bên trong xe ngựa không muốn tới thú đô, lập tức cũng không phí nước bọt nữa. Thi lễ với xe ngựa rồi sau đó xoay người bước về phía đại hán râu quai nón. Trở về tuy sẽ bị trách phạt, nhưng còn tốt hơn là vẫn lạc ở đây, hắn đã quyết định rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị hạ lệnh quay về nước thì một con chim ưng to lớn màu đen từ trên không bay xuống, sau đó dừng ở trước mặt. Sau một lát, đại hán râu quai nón xoay người nhìn đội kỵ binh này của đế quốc Đại Tần, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, nói.
Từ đầu đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi lại không biết quý trọng, hiện tại, cho dù các ngươi có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi, giết. Dứt lời, đám sư tử đói khát ở xung quanh lập tức hú lên, sau đó thì điên cuồng vồ về phía 100 người ở giữa. Người trung niên mặc khôi giáp hoàng kim biến sắc, lập tức quát to. Bảo hộ điện hạ. Nói xong, tung người nhảy lên, trường thương trong tay đột nhiên cách quét ngang mấy chục con liệt diễm sư tử đứng ở trước nhất. Ầm. Một luồng ánh sáng bạc bắn ra, mấy chục liệt diễm sư tử ở trước nhất trong nháy mắt bị chém mất nửa người. Cùng lúc đó, 100 kỵ binh bảo vệ xe ngựa cũng cầm trường thương trong tay, đồng loạt vung về phía đám huyền thú đang vồ về phía họ. Lập tức hỗn chiến bắt đầu. Đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng quát lớn vang lên, đại hán râu quai nón xuất hiện trước mặt người trung niên mặc khôi giáp màu hoàng kim, sau đó một quyền đánh ra. Nhìn thấy đại hán râu quai nón và người trung niên mặc khôi giáp đánh với nhau, Dương Diệp ở bên cạnh đang né tránh sư tử trong lòng vui lắm, sau đó thì không chút nghĩ ngợi chạy về phía bắc. Ân oán giữa đế quốc Đại Tần và đế quốc huyền thú hắn không muốn tham gia. Về phần cứu người. Nói đùa à, hắn vẫn cứ tự cứu mình trước đã. Nhưng mà đúng lúc này, một con liệt diễm sư tử cửu giai đột nhiên chắn trước mặt Dương Diệp, sau đó há to miệng xông về phía hắn. Cút ngay. Gầm lên một tiếng, Dương Diệp tung người nhảy lên, rút kiếm chém vào cổ con sư tử trước mặt. Bù. Nhục thân khủng bố của huyền thú đó dưới một kiếm của Dương Diệp giống như là một khúc gỗ mục, trường kiếm không gặp chút trở ngại xuyên thấu cổ huyền thú cửu giai này. Sau đó thì một cái đầu sư tử bay ra. Mà đúng lúc Dương Diệp sắp họ xuống đất thì con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, sau đó thì không chút nghĩ ngợi xoay người bạt kiếm chém một phát. Keng! Một tiếng kim loại chạm nhau vang lên, phía sau vốn trống không đột nhiên xuất hiện một người áo đen, mà một kiếm nhanh như cắt của Dương Diệp cũng bị cái muỗng trong tay người áo đen này cản lại, không thể tiến thêm một chút nào. Nhìn người áo đen không thể thấy rõ dung mạo trước mắt. Trong mắt Dương Diệp chợt lóe lên sát ý, hét to một tiếng, huyền khí màu vàng kim trong cơ thể rót vào bên trong trường kiếm, sau đó thì cầm trường kiếm đột nhiên đẩy về phía trước. Keng! Cái muỗng trong tay người áo đen theo tiếng mà gãy, một kiếm của Dương Diệp từ trên xuống dưới, trực tiếp từ đỉnh đầu người áo đen chọc thẳng xuống, nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra. Chỉ thấy thân thể của người áo đen đó càng lúc càng mờ, cuối cùng thì tiêu tán trong không khí. Dương Diệp nhìn ra xa xa, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Thân pháp quỷ dị quá, tốc độ nhanh thật. Vào một khắc hắn chặt đứt muỗng của đối phương, hắn liền cảm thấy đối phương đã tránh đi, mà cái hắn bổ chúng chỉ chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà đối phương lưu lại. Hắn không phải không muốn truy kích, nhưng đáng tiếc, cho dù hắn vận dụng đôi giày trên chân thì cũng không thể đuổi kịp, đối phương không chỉ có thân pháp quỷ dị, mà tốc độ cũng nhanh tới khiếp người. Hít sâu một hơi. Dương Diệp chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, 5 con liệt diễm sư vương cửu giai đang bao vây về phía hắn. Nhìn 5 con liệt diễm sư vương cửu giai đó, trong mắt Dương Diệp chợt lóe hàn quang, hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng đám huyền thú này lại cứ quấn lấy hắn, nếu vậy thì... Chỉ một thoáng, trong sân kiếm khí màu vàng kim tung hoành, phàm là liệt diễm sư bị kiếm khí màu vàng kim đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương mất đi sức chiến đấu. Sau khi giải quyết 5 con liệt diễm sư trước mắt, Dương Diệp không dám dừng lại, xoay người chạy nhanh về phía xa, bởi vì hắn nhìn thấy có thêm nhiều liệt diễm sư đang xông về phía hắn. Để nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của đàn sư tử đang lao tới, Dương Diệp xuất thủ không chút bảo lưu, phàm là liệt diễm sư cản ở trước mặt hắn đều bị kiếm khí màu vàng kim của hắn chảm sát một cách vô tình. Cũng chính bởi vì vậy, trong sân xuất hiện một màn quỷ dị, Dương Diệp đi qua đâu là kiếm khí màu vàng kim tung hoành. Thi thể của sư tử nằm rạp ra đó. Vốn kiếm khí của Dương Diệp không thể miểu sát những huyền thú cửu giai này, nhưng là vì để mau chóng xông ra khỏi đàn sư tử, Dương Diệp không chút do dự ăn một tấm cường lực phù thượng phẩm, dưới sự gia trì của cường lực phù và huyền khí màu vàng kim, đừng nói là huyền thú cửu giai, cho dù là nhục thân của huyền thú vương cấp hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Những liệt diễm sư vốn muốn xông về phía Dương Diệp sau khi nhìn thấy khí thế thế như trẻ tre của Dương Diệp thì trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, không dám liều mạng xông lên như đám sư tử trước nữa. Cái mà Dương Diệp muốn chính là hiệu quả này. Huyền khí trong cơ thể rót vào trong tật phong hoa, Dương Diệp thi triển ra tật phong bộ, rút kiếm chém mấy con huyền thú cuối cùng đang cản hắn. Bù! Mấy con liệt diễm sư dẫn đầu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, tốc độ của Dương Diệp không giảm.
xông ra khỏi vòng vây của huyền thú, sau đó chạy nhanh về phía xa. Mà đúng lúc này, một bóng người cũng từ trong vòng vây huyền thú lao ra, thân hình của bóng người dừng lại một chút rồi sau đó triển khai tốc độ đuổi theo hướng của Dương Diệp. Không thể buông tha cho nữ tử kia. Điện hạ, bảo hộ điện hạ. Vào một khắc bóng người vừa lao ra khỏi vòng vây của huyền thú, đại hán râu quai nón và nam nhân trung niên đang chiến đấu hừng hực khí thế lập tức ngừng lại, sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ của mình. Bất kể là đại hán râu quai nón hay là nam nhân trung niên, sắc mặt của hai người lúc này đều cực kỳ khó coi. Đại hán râu quai nón là để dễ ăn nói với bên trên nên muốn giải quyết nữ tử nhân loại đó, nếu nữ tử chạy trốn, hoặc là chạy tới thú đô, vậy thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Mà người trung niên cũng vậy, điện hạ bất kể là chết ở trong tay những huyền thú này hay là đào tẩu thì hậu quả đó một đội trưởng cấm quân nho nhỏ như hắn không thể gánh vác được. Cho nên, hai người đều rất ăn ý ngừng chiến đấu, mà sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hai người, huyền thú và kỵ binh nhân loại cũng ngừng lại. Sau đó giống như hẹn trước cùng đuổi theo Dương Diệp và bóng người đó. Đối với hai bên bọn họ mà nói, chỉ có nữ tử kia mới là quan trọng. Bằng không cho dù là giết sạch nhân mã của đối phương thì cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm chấm chấm. Dương Diệp lao ra khỏi vòng vây huyền thú, sau khi chạy được một khắc, vào lúc hắn triệu hồi sói xám thì đột nhiên giống như là cảm giác được gì đó. Dương Diệp nhướng mày, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cách sau lưng hắn mấy chục trượng, một nữ tử đang chạy về phía hắn. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay. Nữ tử đó khi còn cách Dương Diệp chừng một trượng thì ngừng lại, sau đó chớp chớp mắt nói. Ngươi sao không chạy nữa? Dương Diệp khóe miệng giật giật, phớt lờ lời nói của nữ tử, mắt quan sát nàng ta, nữ tử này chừng 30 tuổi, mặc giáp da màu bạc, mày liễu, môi hồng răng trắng, giáp da màu bạc bó chặt lấy dáng người lung linh của nàng ta, khiến cho thân thể nàng ta lộ ra vẻ ngực tấn công mông phòng thú, khiến cho người ta không cần sờ vào cũng có thể cảm nhận được lực đàn hồi nóng rực. Nhất là khi nhìn vào ngực nàng ta, quả thực là đầy đặn tới dọa người, phần áo màu bạc che trước ngực giống như là không chịu nổi lực đẩy, đã biến hình một cách nghiêm trọng. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao lại đi theo ta? Nhìn thấy Dương Diệp chỉ nhìn trên người nàng ta trong thời gian mấy cái hơi thở là dừng thì trong mắt nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp thì lập tức cười một cách quyến rũ. Tiểu đệ đệ. Ngươi đừng có nói với tỷ tỷ là đất này là của ngươi nhé. Tiểu đệ đệ, Dương Diệp mặt tối sầm, vào lúc hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì lại như lại cảm thấy gì đó. Hắn đột nhiên nhìn về phía sau nữ tử, ở trăm trượng đằng sau nàng ta, mấy chục kỵ binh đang lao tới, mà ở phía sau những kỵ binh này thì lại có cả đống huyền thú, mà những huyền thú này chính là đám liệt diễm sư lúc trước. Dương Diệp biến sắc, không nói những lời vô nghĩa nữa, cũng mặc kệ nữ tử, xoay người bỏ chạy. Nhìn những người và huyền thú đang đuổi tới, nữ tử nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi chạy theo hướng của Dương Diệp. Lại chạy thêm chừng nửa canh giờ, kỵ binh và huyền thú phía sau không chỉ không biến mất mà ngược lại, số lượng huyền thú còn càng lúc càng nhiều. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một số huyền thú phi hành, lúc đầu Dương Diệp còn cho rằng những huyền thú phi hành này chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hiện tại xem ra căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là có người ra lệnh. Vì sao lại đuổi theo mình? Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu ra, chạy chậm lại, Dương Diệp vừa thả chậm bước thì nữ tử theo sát sau hắn lập tức đuổi kịp, nữ tử nở nụ cười hiền lành với Dương Diệp rồi vừa chạy vừa nói. Sao lại chạy chậm lại? Có phải đang đợi tỷ tỷ không? Những người đó có phải là đang đuổi theo ngươi hay không? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Hình như là vậy đấy. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói. Vị đại tỷ này ơi, ngươi và ta không oán không cừu, vì sao lại muốn hại ta? Xin ngươi hãy rủ lòng thương, chạy về hướng khác đi, được không? Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười, lộ ra bộ dạng đáng thương, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nhẫn tâm để tỷ tỷ lọt vào trong tay huyền thú à? Ngươi ngẫm lại mà xem, tỷ tỷ nếu lọt vào trong tay huyền thú thì sẽ có kết cục thê thảm thế nào? Ta có gì mà không đành lòng? Dương Diệp sắc mặt lạnh lùng, nói. Vị đại tỷ này, đừng có dở cái bộ mặt đó ra với ta, nếu ngươi không chịu đi thì đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhìn Dương Diệp với vẻ ai oán, thẽ thọt nói. Tiểu đệ đệ,
ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Dáng dấp này giống như Dương Diệp là một Trần Thế Mỹ vứt bỏ thê tử vậy, khiến cho da đầu Dương Diệp có chút ngứa ran. Dương Diệp không động thủ, không phải hắn thương Hương Tiếc Ngọc, mà là không thể động thủ, bởi vì nữ tử trước mắt này thực lực ít nhất cũng là vương giả cảnh. Cường giả vương giả cảnh, hắn có thể chiến hay không thì vẫn còn khó nói, nhưng quan trọng nhất là phía sau còn có hai nhóm nhân mã, chỉ cần hắn giao thủ với nữ tử thì lập tức sẽ bị đối phương đuổi kịp. Cho nên, Dương Diệp lúc này rất đau đầu. Thật lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Vị mỹ nữ này, ngươi là vương giả cảnh, thực lực cao hơn ta ra rất nhiều, nếu ngươi chạy trốn một mình, vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn, ngươi tội gì cứ phải theo ta. Cao hơn rất nhiều á. Nữ tử cười cười, sau đó giống như có thâm ý nhìn Dương Diệp một cái, nói. Tiểu đệ đệ, những lời này không đúng đâu. Lúc trước tỷ tỷ nhìn thấy ngươi một mình trong nháy mắt chảm sát 5 con huyền thú, hơn nữa tên cường giả tiên thiên kia đánh lén ngươi, không chỉ bị ngươi phát hiện mà còn bị ngươi bức lui. Ngươi có thực lực như vậy, tỷ tỷ tuy là vương giả cảnh, nhưng cũng không dám nói tuyệt đối thắng được ngươi. Còn nữa, tiểu tử trên vai ngươi cũng không phải là huyền thú đơn giản phải không? Diệp biến sắc, hắn không ngờ đối phương lúc trước lại chú ý tới hắn. Một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi. Ngươi là người trong xe ngựa à? Giờ mới đoán ra à? Nữ tử cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi chẳng phải là rất ngu sao? Ngươi là người của hoàng thất à? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Ngươi đoán đi. Nữ tử chớp chớp mắt, cười nói. Dương Diệp khóe miệng giật giật, nói. Ngươi rảnh rỗi vậy à? Nữ tử thu liếm nụ cười, cổ tay khẽ động, trong tay xuất hiện 10 tấm phù lục, nghiêm mặt nói. Tiểu đệ đệ, tuy tỷ tỷ không biết ngươi còn con bài chưa lật nào, nhưng nhìn ngươi lúc trước thong dong trong đàn huyền thú, tỷ tỷ đã biết rằng ngươi khẳng định có biện pháp chạy trốn. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời khỏi được đây, 10 tấm phù lục trung phẩm này chính là của ngươi, thế nào? Nhìn 10 tấm phù lục trong tay nữ tử, Dương Diệp bật cười nói. Hoàng thất nghèo vậy à? Nhướng mày, do dự một chút, lại lật tay, trong tay lại xuất hiện thêm 10 tấm phù lục, nói. 20 tấm phù lục trung phẩm, nhiều hơn thì tỷ tỷ không có đâu. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay xuất hiện hơn 10 tấm phù lục thượng phẩm, sau đó quơ quơ về phía nữ tử, nói. Đầu tiên là ta không bất kỳ hứng thú gì với phù lục của ngươi, nếu ngươi nguyện ý rời đi, ta tặng ngươi mấy tấm phù lục thượng phẩm luôn, thế nào? Nhìn phù lục thượng phẩm trong tay Dương Diệp, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, cho dù nàng ta là con cháu hoàng thất, nhưng cái thứ phù lục này đối với nàng ta vẫn là rất quý giá. Lúc trước nàng ta lấy ra 20 tấm phù lục trung phẩm đã khiến nàng ta có chút đau lòng rồi. Nhưng không ngờ, thiếu niên trước mắt này lại có tới cả 10 tấm phù lục thượng phẩm. 10 tấm phù lục thượng phẩm, đó là khái niệm gì? Cho dù là đệ tử chân truyền của tông môn cũng không thể dễ dàng có được loại phù lục cấp bậc này. Nữ tử nhìn xoáy vào Dương Diệp, sau đó lại cười đầy quyến rũ. Tiểu đệ đệ, thì ra ngươi mới là phú hào chân chính, tỷ tỷ lúc trước là tự rước lấy nhục rồi. Dù sao thì tỷ tỷ cũng mặc kệ, tỷ tỷ coi trọng ngươi, cứ dựa vào ngươi đó, ngươi nếu không dẫn ta trốn theo. Vậy thì cùng lắm để cho chúng ta trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Dương Diệp cả giận nói. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ một kiếm chém đứt đôi người nữ tử này. Nữ tử cười cười, nói. Ngươi nói gì cũng vô dụng thôi, nói chung là tỷ tỷ cứ bám vào ngươi. Keng! Ánh sáng vàng chợt lóe, kiếm đã ra khỏi vỏ của Dương Diệp không chút lưu tình chém xuống nữ tử bên cạnh hắn. Dương Diệp hắn không phải là loại đầu óc toàn tinh trùng nhìn thấy mỹ nữ là chân nhũn ra. Nữ tử trước mắt rất đẹp, rất mê người, nhưng điều này thì liên quan chó gì tới hắn. Nữ tử trước mắt là vì sự an toàn của bản thân nàng ta, không ngại dẫn kẻ địch tới cho hắn, điều này đối với Dương Diệp mà nói thì chính là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch, vậy thì Dương Diệp sẽ không quan tâm đối phương là nữ nhân hay là người già. Kẻ địch thì phải giết. Nữ tử sắc mặt cũng biến đổi, nàng ta không ngờ nam tử trước mắt lại thật sự ra tay, hơn nữa tốc độ xuất kiếm không ngờ lại nhanh như vậy. Không kịp nghĩ gì, cổ tay khẽ động, một cây roi màu đen đánh về phía trường kiếm trong tay Dương Diệp. Keng! Trường tiên và trường kiếm gặp nhau, tia lửa văng khắp nơi. Dương Diệp một kích không trúng, không xuất thủ, cất kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn nữ tử một cái.
Nữ tử trước mắt thực lực rất mạnh, nếu không dùng kiếm ý và hai huyền thú vương cấp thì hắn không nắm chắc giết được đối phương. Nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cùng hai U Minh Lang giải quyết người trước mắt. Nhưng hiện tại thì không được, bởi vì thân phận của nữ tử này không đơn giản, nếu hắn giết nữ tử này, vậy thì kỵ binh ở đằng sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù ra khỏi thập vạn đại sơn thì đế quốc đại tần khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn nữa, nếu hắn giao thủ với nữ tử, vậy nhất định sẽ bị huyền thú và người ở đằng sau đuổi giết, khi đó thì sẽ cực kỳ phiền toái, hắn cũng không cho rằng huyền thú linh cấp đó sẽ bỏ qua cho hắn. Nữ tử quấn roi vào cổ tay, nhìn Dương Diệp, trong lòng khiếp sợ không thôi, tốc độ của một kiếm đó thật sự quá nhanh, nếu không phải nàng ta luôn thầm đề phòng, dưới một kiếm đó, nàng ta khẳng định sẽ chịu khổ. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Phàm nhân cảnh đã cường hãn như vậy, nếu đến tiên thiên thì còn thế nào? Cố nén sự khiếp sợ trong lòng, nữ tử u oán nhìn Dương Diệp một cái, nói. Tiểu đệ đệ, người quả thật là nhẫn tâm, đối với tỷ tỷ lại nói giết là giết, không chút lưu tình, đồ bạc tình lang. Dương Diệp lạnh giọng nói. Ngươi làm bộ làm tịch như vậy là muốn gì? Nghe vậy, nữ tử cười nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thừa nhận lúc trước tiếp cận ngươi là để ngươi dẫn tỷ tỷ đi, nhưng hiện tại tỷ tỷ thật sự có hứng thú với ngươi rồi. Ngươi đã mạnh như vậy lại còn giàu có nữa, tỷ tỷ thật sự bị ngươi hấp dẫn rồi đó. Dương Diệp phớt lờ lời nói của nữ tử, nói. Ngươi thật sự không đi à? Đánh chết cũng không đi, tỷ tỷ theo ngươi. Nữ tử nói một cách kiên định. Dương Diệp xoay người kỵ binh cùng nhân loại và huyền thú đang càng lúc càng gần. Hắn biết, hiện tại hắn và nữ tử hai người có thần hành phù gia trì, đối phương trong nhất thời nửa khắc sẽ không đuổi kịp, nhưng thời gian kéo dài, truy sát bọn họ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa ở thập vạn đại sơn, huyền thú nhiều cỡ nào. Nếu huyền thú linh cấp lại ra lệnh cho huyền thú khác đến vây bắt, hai bọn họ thật đúng là có chạy đằng trời. Hít sâu một hơi, Dương Diệp vung tay phải lên. U Minh Lang Vương xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhìn thấy U Minh Lang Vương, con người của nữ tử co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt đã biến đổi, một màn này thật sự là quá mức rung động. Không đếm xỉa tới sự khiếp sợ của nữ tử, Dương Diệp tung người nhảy lên, hạ xuống lưng U Minh Lang, sau đó nói với nữ tử vẫn còn đang khiếp sợ. Sao còn chưa lên? Hắn vốn là không muốn mang theo nữ tử, nhưng biết làm sao được. Nếu nữ tử cứ theo sát sau lưng hắn, vậy thì hắn cho dù là có cưỡi U Minh Lang Vương cũng không thể thoát khỏi huyền thú và cùng nhân loại cứ bám dính sau lưng. Hiện tại cũng chỉ đành dẫn nàng ta thoát khỏi kỵ binh nhân loại và huyền thú, sau đó thì để nữ tử tự mình rời đi. Đây là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt. Ngồi lên nó à, được à, ngươi có lên hay không? Dương Diệp nhướng mày. Nữ tử không do dự. Tung người nhảy lên, vững vàng hạ xuống sau lưng Dương Diệp, sau đó cũng không cố kỵ, hai tay lập tức ôm lấy eo Dương Diệp, dựa sát vào người hắn, lẩm bẩm nói. Thú vương, ta không ngờ là được cưỡi thú vương, nếu nói ra thì người ta khẳng định sẽ cho rằng ta bị điên. Ngươi có thể ngồi lui ra sau một chút hay không? Cảm thụ được hai quả bóng ép mạnh vào lưng, Dương Diệp rất nghẹn lời, nữ tử này không biết cố kỵ một chút sao? Nữ nhân như ta còn không so đo. Một nam nhân như ngươi thì so đo cái gì? Dương Diệp, gạch nối chấm chấm chấm. Sau khi cưỡi U Minh Lang Vương thay đi bộ, tốc độ của hai người bọn Dương Diệp trong nháy mắt được đề cao lên không chỉ gấp đôi, tạo được khoảng cách với kỵ binh nhân loại và huyền thú phía sau. Nhìn thấy Dương Diệp và nữ tử ngồi trên một con huyền thú vương cấp, đại hán dâu quai nón và nam tử trung niên sắc mặt đều biến đổi, trong mắt đại hán dâu quai nón trừ vẻ khiếp sợ ra thì còn có vẻ nghi hoặc. Huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho nhân loại, đùa cái gì vậy, đại hán dâu quai nón vẫn không thể chấp nhận được một màn mà mình đang nhìn thấy trong mắt. Sau nghi hoặc thì chính là phẫn nộ, đúng vậy, đại hán dâu quai nón sau khi phục hồi lại tinh thần thì rất phẫn nộ. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho nhân loại, đây là điều mà hắn không thể chấp nhận, cũng là điều mà đế quốc huyền thú không thể chấp nhận, như vậy là làm đế quốc huyền thú mất hết mặt mũi. Nhân loại, ngươi dám để huyền thú vương cấp làm tọa kỵ cho ngươi, lão tử sẽ xé xác ngươi. Sau khi gầm lên một tiếng, đại hán dâu quai nón liền đẩy nhanh tốc độ. Trong mắt người trung niên ở bên cạnh cũng mang theo vẻ khiếp sợ và nghi hoặc,
ngay từ đầu hắn đã cảm thấy thiếu niên đó không giống người thường, nhưng sau khi thấy đối phương chỉ là phàm nhân cảnh thì cũng chẳng buồn để ý tới đối phương nữa. Nhưng không ngờ, đối phương lần này lại triệu hồi ra một con huyền thú vương cấp. Trời ạ, đó là huyền thú vương cấp. Còn nữa, điện hạ vì sao đi theo thiếu niên đó vì sao lại dẫn công chúa điện hạ theo? Chẳng lẽ hai người sớm đã có dự mưu? Nghĩ vậy, người trung niên sắc mặt trầm xuống, công chúa điện hạ này không muốn tới đế quốc huyền thú, đây là điều hắn đã sớm được nghe nói. Hắn từ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này thì luôn đề phòng điện hạ chạy trốn. Trên đường đi điện hạ cũng rất an tĩnh, hắn vốn tưởng rằng đối phương đã cam chịu số phận, vừa nghĩ vậy, điện hạ này là đã có dự mưu. Người thiếu niên, bất kể ngươi là đệ tử của tông môn nào thì cũng chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Đại Tần đi. Người trung niên thầm nói trong lòng. Dương Diệp không biết suy nghĩ trong đầu hai người này, hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng thoát khỏi nhân loại và huyền thú phía sau. Sau đó thì để nữ tử tự đi. Dương Diệp hắn không có hứng thú tham gia vào những chuyện xích mích của Đại Tần và huyền thú. Đột nhiên, móng vuốt nhỏ của tử điêu gãi gãi vào đầu Dương Diệp, sau đó thì lại chỉ vào mấy con hắc ưng đang lượn vòng trên đầu bọn họ. Ngươi là nói chúng đang dám thì chúng ta, nếu chúng ta không thể cắt đuôi chúng thì sẽ không thoát khỏi được những huyền thú phía sau. Dương Diệp hỏi. Tử điêu gật gật đầu. Chân mày Dương Diệp cau lại, mấy con hắc ưng đó ca hắn tới 70-80 trượng. Kiếm khí của hắn căn bản không thể đả thương được đối phương. Một lúc sau, hắn nhìn về phía tiểu tử kia, nói. Ngươi có biện pháp nào không? Tử điêu gật đầu. Vậy giao cho ngươi. Dương Diệp cười cười nói. Tử điêu mỉm cười, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, thân hình trong nháy mắt đã biến mất khỏi vai Dương Diệp, ngay sau đó thì xuất hiện ở cao mấy chục trượng trên đỉnh đầu. Thấy một màn này, nữ tử mở to hai mắt trong veo như nước, nói. Nó, tiểu đệ đệ, người đừng nói với tỷ tỷ nó cũng là huyền thú vương cấp, bằng không thì tim tỷ tỷ chịu không nổi đâu. Dương Diệp không trả lời câu hỏi của nữ tử, chỉ nhìn lên thân ảnh màu tía trên bầu trời. Rất nhanh, hắc ưng vốn đang lượn vòng trên đầu giống như gặp phải một chuyện đáng sợ gì đó, hét to một tiếng thảm thiết, sau đó cắm đầu bay về hướng khác. Ánh sáng tím hiện lên, tử điêu lại xuất hiện trên vai Dương Diệp, móng vuốt nhỏ của nó xòe ra. Mấy sợi lông chim màu đen xuất hiện bên trong móng vuốt nhỏ. Thấy thế, Dương Diệp có chút dở khóc dở cười, không cần phải nói, tiểu gia hỏa này lúc trước là đi nhổ lông người ta, chẳng trách mấy con hắc ưng đó kêu la thê thảm như vậy. Tiểu đệ đệ, người rốt cuộc là ai vậy? Lúc này, nữ tử hỏi rất nghiêm túc, đối với thân phận của Dương Diệp, nàng ta rất là tò mò, một nhân loại không ngờ có thể cưỡi huyền thú, hơn nữa còn là huyền thú vương cấp, đây không phải là chuyện bình thường. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đại tỷ, ngươi cho rằng ta sẽ nói với ngươi à? Còn nữa, đợi thoát khỏi những kỵ binh nhân loại và huyền thú này rồi, chúng ta sẽ tách ra, ta không nghĩa vụ bảo vệ ngươi cả đời, hiểu rồi chứ? Dương Diệp vừa mới dứt lời, liền cảm thấy có cái gì cực to dí sát vào lưng hắn, giống như muốn nhập vào trong lưng hắn vậy. Lập tức lại nghe thấy thanh âm ai oán của nữ tử đó. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Người ta từng nói, đã làm người tốt thì hãy làm tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Phương, người không thể đưa tỷ tỷ ra khỏi thập vạn đại sơn sao. Chấm chấm chấm. Bình nguyên này không biết rộng lớn bao nhiêu, Dương Diệp cưới U Minh Lang chạy như điên tới hai canh giờ vẫn không ra khỏi được bình nguyên này, hơn nữa huyền thú đuổi theo sau càng lúc càng nhiều, điều này khiến cho sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không chỉ đằng sau, mấy ngày liền trên không cũng xuất hiện rất nhiều những điểm đen. Không cần phải nói cũng biết, những điểm đen này khẳng định chính là huyền thú linh cấp đó triệu hồi đến giám thị bọn họ. Tuy tử điêu có thể giải quyết những huyền thú trên không trung, nhưng căn bản là vô dụng. Bởi vì giết bao nhiêu thì đối phương sẽ lập tức sẽ phái tới bấy nhiêu, quả thực giống như là vô cùng vô tận. Tiểu đệ đệ, chuyện hình như có chút không ổn rồi. Ngay khi Dương Diệp đang tâm phiền ý loạn, nữ tử phía sau hắn lại cười nói, trong ngữ khí không có chút cảm giác khẩn trương nào. Ngược lại có mùi vui sướng khi người khác gặp họa. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu lại hung hăng lườm nữ tử một cái, tức giận nói. Ngươi có biết sự tình đang không ổn không? Tất cả những điều này không phải đều là ngươi mang đến à? Xin ngươi đó đại tỷ, ngươi tốt xấu gì cũng là người trong Hoàng thất Đại Tần, chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Nếu nói đối phương không có con bài chưa lật thì có đánh chết hắn cũng không tin,
Hoàng thất Đại Tần là quái vật lớn không thua gì Nguyên Môn. Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó lộ ra bộ dạng đáng thương, rụt rè nói. Tiểu đệ đệ, một thiếu nữ tử như Nô gia thì làm gì có biện pháp nào khác, Nô gia hiện tại chỉ có thể dựa vào sự bảo hộ của tiểu đệ đệ thôi, xin tiểu đệ đệ thương xót. Dương Diệp nhướng mày, nói. Ngươi có thể đừng dở cái bộ dạng này ra với ta không? Còn nữa, có thể đừng gọi ta là tiểu đệ đệ không? Ba chữ chữ tiểu đệ đệ này lọt vào tai thật sự khiến hắn có chút không được tự nhiên. Được, tiểu đệ đệ. Nữ tử cười hì hì nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Ngươi nói đi, bọn họ chủ yếu là muốn bắt ngươi, nếu ta giao ngươi ra, những kỵ binh nhân loại này liệu có bỏ qua cho ta không? Huyền thú thì hắn không sợ, cái hắn kiêng kỵ là những kỵ binh nhân loại, chính xác mà nói thì là kiêng kỵ đế quốc Đại Tần, con quái vật lớn này, ở thế lực Nam vực có ai mà không kiêng kỵ. Nữ tử cười cười, nói. Nếu là lúc trước ngươi làm như vậy, huyền thú thì ta không biết liệu có bỏ qua cho ngươi không, nhưng những vũ lâm vệ đó thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện tại thì, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Khóe miệng nữ tử cong lên, trên mặt nở một nụ cười mê người, nói. Bởi vì hiện tại bọn họ khẳng định đã cho rằng ngươi là đồng lõa của ta. Ừ, nói một cách chuẩn xác thì cho rằng ngươi bỏ trốn cùng ta. Ta mặc dù ở trong hoàng thất có địa vị không cao lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là người của hoàng thất Đại Tần. Ngươi cảm thấy người của hoàng thất Đại Tần sẽ cho phép ta bỏ trốn cùng ngươi à? Còn nữa, lần này ta là đi kết thân, đối tượng là con thứ hai của thú hoàng đế quốc huyền thú. Nếu hắn biết vị hôn thê của hắn bỏ trốn cùng người khác, ngươi cảm thấy là một nam nhân, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tỷ tỷ lén nói với ngươi nhé, hắn chính là cường giả linh giả cảnh đấy. Đúng rồi, còn cả đám huyền thú phía sau nữa, bọn họ là phản đối việc lần kết thân này, ngươi dẫn ta đi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi à? Tóm lại, tỷ tỷ phải chúc mừng ngươi rồi, bởi vì ngươi đã làm được chuyện mà rất nhiều người không dám nghĩ cũng không dám làm. Đó chính là đồng thời đắc tội với cả đế quốc Đại Tần và đế quốc huyền thú. Nghe xong những lời này của nữ tử, Dương Diệp không hề nổi trận lôi đình như nữ tử tưởng tượng, mà là sắc mặt rất bình tĩnh, như đang trầm tư gì đó. Bình tĩnh mà xem xét thì Dương Diệp lúc này cũng đang rất tức giận, dù sao những người phía sau đều là nữ tử dẫn đến, hắn không phải là thánh nhân, hắn đương nhiên sẽ tức giận. Nếu có thể, hắn sẽ chẻ nữ tử phía sau thành tám khúc. Sau đó thì dùng roi quất vào thi thể. Nhưng hiện tại tức giận thì có ích lợi gì? Có đánh lại nữ tử phía sau không? Hay là đi đầu hàng với những người đuổi đằng sau rồi giao nữ tử này ra? Nếu những điều này là có thể, hắn sẽ không chút do dự làm ngay, nhưng đó lại là không thể. Nói cách khác, hiện tại tức giận thì chẳng có một chút tác dụng nào cả. So với tức giận chẳng thà nghĩ biện pháp thực tế một chút. Đương nhiên, nữ tử này sau này nhất định là không thể buông tha. Dương Diệp hắn không phải là coi tiền như rác, là tồn tại để cho người ta mặc sức đùa bỡn. Có điều trước mắt vẫn cứ phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những người đó đã. Ngươi sao không tức giận vậy? Lúc này, nữ tử ở sau lưng Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Theo suy nghĩ của nàng ta, Dương Diệp là nên tức giận, nếu không ít nhất cũng phải mắng chửi nàng ta vài câu. Nhưng Dương Diệp lại cứ bình tĩnh như vậy, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta vậy. Điều này khiến cho nàng ta có chút tò mò và nghi hoặc. Dương Diệp không trả lời, mà là quay đầu nhìn nữ tử, nghiêm túc nói. Đại tỷ, ta mặc kệ ngươi ở trong hoàng thất Đại Tần có thân phận gì, ta muốn nói rằng, hiện tại chúng ta xem như đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu chúng ta không đồng lòng hợp lực, vậy thứ chờ đợi chúng ta khẳng định là tai ương ngập đầu. Ta đã cố hết sức rồi, để thoát khỏi đối phương, ta đã mang hết con bài chưa lật của mình ra rồi. Ta cảm thấy hiện tại đã đến lúc ngươi nên ra sức. Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười, một lúc sau, nàng ta nhoẻn miệng cười, nói. Tiểu đệ đệ, coi như ngươi nói có lý. Có điều tỷ tỷ thật sự không có con bài chưa lật nào cả, ấy đừng có lườm tỷ tỷ vẫn chưa nói xong mà. Tỷ tỷ tuy không có con bài chưa lật nào, nhưng tỷ tỷ lại có biện pháp thoát khỏi những thứ đằng sau. Biện pháp gì? Dương Diệp vội vàng hỏi. Nữ tử cười cười, nói. Để thú vương của ngươi chạy sang bên phải, bởi vì cách nơi này 1000 dặm có di tích thượng cổ, di tích đó là quốc đô của tiền triều, có oan hồn và các loại trận pháp của tiền triều,
chỉ cần chúng ta tiến vào được di tích đó, huyền thú và vũ lâm vệ sẽ không làm được gì chúng ta. Di tích? Dương Diệp nhướng mày, nói. Vậy bọn họ sẽ không theo vào à? Nữ tử lườm Dương Diệp một cái, nói. Chúng ta sau khi đi vào di tích đó thì sẽ trốn vào một chỗ khác của di tích, bọn họ có thể tìm được chúng ta à? Hơn nữa trong di tích đó nguy hiểm tràn ngập, bọn họ có nhiều người và huyền thú như vậy nếu cùng vào, khẳng định sẽ chết và bị thương một nửa. Huyền thú thì ta không biết, nhưng đầu lĩnh Khương Lâm của Vũ Lâm Vệ thì không dám để những Vũ Lâm Vệ đó đi vào đâu, cùng lắm thì chỉ có hắn dẫn theo mang theo người thực lực cường hãn theo vào thôi. Ngươi làm sao biết về di tích đó? Dương Diệp hỏi, đối với nữ tử trước mắt, hắn đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn, lòng đề phòng là không thể không có. Nữ tử nhìn Dương Diệp như nhìn một kẻ ngốc, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là đệ tử tông môn chứ? Có liên quan gì tới việc ta có phải là đệ tử tông môn hay không? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Nữ tử vỗ vỗ trán, nói. Bởi vì di tích đó là nơi mà các đệ tử tông môn thường tới lịch lãm. Sáu thế lực lớn của Nam Vực, bao gồm cả đệ tử của đế quốc Đại Tần ta cũng đều tới di tích đó để lịch lãm, địa phương đó tuy nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều kỳ ngộ, bởi vì có rất nhiều người tìm được rất nhiều công pháp và huyền kỹ cao giai ở trong di tích đó. Nói đến đây, nữ tử dừng lại một chút rồi sau đó lại nói. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải là đệ tử của Kiếm Tông à? Dương Diệp đang nghĩ xem cái di tích gì đó liệu có đáng tin hay không thì chợt nghe thấy câu hỏi này của nữ tử. Hắn đầu tiên là ngây ra, rồi sau đó lắc đầu nói. Ta không phải là đệ tử của Kiếm Tông, chúng ta tới di tích kia đi, dù sao hiện tại cũng chẳng có biện pháp nào khác. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, mắt nữ tử sáng lên, sau đó có chút nghi hoặc nói. Ngươi không phải đệ tử của Kiếm Tông, nhưng kiếm pháp của ngươi. Ta nói ta không phải đệ tử của Kiếm Tông, ngươi tin hay không thì tùy. Dương Diệp có chút tức giận nói. Nói xong liền bảo U Minh Lang bên dưới thay đổi phương hướng, chạy sang bên phải. Nữ tử tựa hồ rất có hứng thú đối với lai lịch của Dương Diệp. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu không phải đệ tử của Kiếm Tông, vậy chắc là đệ tử của Nguyên Môn rồi. Ta không có tông môn. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nữ tử nghi hoặc hỏi tiếp. Tiểu đệ đệ, với tư chất và thực lực của ngươi, cho dù là vào Nguyên Môn cũng có tư cách. Vì sao lại không có tông môn? Điều này có liên quan tới ngươi à? Đương nhiên là có rồi, ngươi hiện tại đang bỏ trốn cùng ta, nói cách khác thì ngươi hiện tại là nam nhân của ta, ít nhất thì cũng là trên danh nghĩa, ngươi nói xem liệu có liên quan hay không? Dương Diệp, gạch nối chấm chấm chấm. Thật lâu sau, nữ tử đã hiểu rõ một chuyện, đó chính là nam tử trước mắt thật sự không có tông môn, điều này khiến cho trong mắt nữ tử lấp lánh tinh quang, lập tức nói. Tiểu đệ đệ. Người đã không có tông môn, vậy không bằng gia nhập học viện hoàng gia của Đại Tần đi. Với tư chất và thực lực của ngươi, muốn thi chúng vào học viện hoàng gia quả thực là chuyện rất dễ dàng. Không có hứng thú. Dương Diệp chẳng buồn suy nghĩ nói ngay, trực tiếp cự tuyệt. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ có hứng thú. Nhưng hiện tại, có vị sư phó đó rồi thì việc gì phải vào học viện gì đó cho phải chịu sự quản thúc của người khác. Nữ tử có chút sốt ruột, nói. Sao lại không có hứng thú vậy? Ngươi nếu gia nhập học viện hoàng gia, sau đó trong khảo hạch của học viện hoàng gia nằm trong 10 thứ hạng đầu, có thể đạt được sự gia phong của Đại Tần, như vậy việc ta và ngươi bỏ trốn người khác sẽ không dám đàm tiếu. Đại Tần cũng sẽ không trách cứ ta nữa, còn có thể nói là ta mắt tinh thấy anh hùng. Chuyện quan trọng như vậy ngươi sao lại không thấy có hứng thú? Dương Diệp khóe miệng giật giật, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó quay đầu nhìn nữ tử, nói. Mỹ nữ, đây hình như đều là lợi ích của ngươi, ta giống như chỉ ra sức chứ chẳng có lấy chút lợi ích nào cả. Ta muốn hỏi một câu, việc gì ta phải làm vậy? Ta quen thân với ngươi lắm à? Vì sao phải liều sống liều chết vì ngươi hả? Ngươi thấy ta có ngu vậy không? Nữ tử sắc mặt đỏ lên. Chính xác, lúc trước nàng ta quả thực chỉ nghĩ cho mình, rất nhanh, sắc mặt của nàng ta khôi phục bình tĩnh, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn Dương Diệp, nói. Đương nhiên. Người cũng có lợi ích, ví dụ như đạt được sự ban thưởng của đế quốc Đại Tần, ví dụ như thật sự cưới được nô gia. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thật sự cưới được ngươi, mỹ nữ, phiền ngươi đừng có mãi coi ta như kẻ ngốc nữa.
ta không phải loại người ngu xuẩn bị ngươi bán rồi còn đếm tiền giúp ngươi đâu. Còn nữa, ta đã có người yêu rồi, không có hứng thú với ngươi. Nụ cười ngượng ngùng của nữ tử cứng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, thấp giọng nói. Nô gia thật sự có tình cảm yêu đương với tiểu đệ đệ, không phải muốn lợi dụng tiểu đệ đệ đâu. Cho dù có thì cũng chỉ có chút xíu thôi à. Còn nữa, về phần tiểu đệ đệ đã có người yêu rồi thì quan trọng gì đâu, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi vô địch rồi. Dương Diệp giơ ngón tay cái về phía nữ tử. Nữ nhân trước mắt này thật sự là cực phẩm, tư duy và trình độ cởi mở đó khiến hắn thật sự có chút ăn không tiêu. Ngay khi nữ tử lại chuẩn bị lên tiếng thì sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, nói. Ngươi đừng nhiều lời nữa, chúng ta gặp phiền toái rồi. U Minh Lang ngừng lại, trên lưng sói, sắc mặt của Dương Diệp và nữ tử vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước bọn họ. Ở trước mắt bọn họ là một mảng rậm rạp, không phải mặt cỏ mà là một mảng huyền thú, những huyền thú này cảnh giới này không cao, phần lớn đều là tam giai và tứ giai, thể tích cũng không lớn, hình thể tương tự như tử điêu. Nhưng số lượng đó quả thật là dọa người, rậm rạp chi chít, ít nhất cũng phải đến 10 vạn. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Cũng may những huyền thú này không chủ động công kích hai người bọn Dương Diệp, bằng không cho dù là có U Minh Lang Vương ở đây thì Dương Diệp cũng phải chạy trốn. Là đàn phệ kim nghĩ. Nhìn một mảng rậm rạp trước mắt, nữ tử trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt lại, loại huyền thú này hắn cũng từng nghe nói, loại huyền thú này tuy cảnh giới không cao nhưng một số tộc quần hung ác trong thập vạn đại sơn cũng không dám trêu chọc chúng. Bởi vì số lượng của chúng thật sự là quá dọa người. Đây không phải là một tộc quần chú ý tới chất lượng, bọn họ là tộc quần chân chính dùng số lượng để thủ thắng. Xem ra huyền thú linh cấp đó biết ý đồ của chúng ta, cho nên phái đám phệ kim nghĩ này tới ngăn cản chúng ta. Nữ tử nói, tiểu đệ đệ, người đừng lo, nếu không có biện pháp nào khác thì chúng ta chỉ có thể chạy trốn từ địa phương khác thôi, tên gia hỏa phái sau cách chúng ta chỉ còn chứng mấy chục cái hô hấp. Cảm nhận được Đàm Liệt Diễm Sư và kỵ binh nhân loại phía sau càng lúc càng gần, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tử điêu, nói. Tiểu tử, đến lúc ngươi phát huy rồi đấy. Nói xong, Dương Diệp vỗ vỗ U Minh Lang Vương, U Minh Lang hiểu ý, một tiếng sói tru vang lên, sau đó chạy về phía đàn kiến. Dương Diệp còn nhớ rõ cảnh tượng lúc trước tiểu gia hỏa này dọa cho đám giả kiêu tộc tộc cú đêm chạy trốn. Đám phệ kim nghĩ trước mắt này bất kể là trên cảnh giới hay là trên số lượng, so với đám cú đêm đó thì đều kém hơn không chỉ một chút. Nữ tử biến sắc, thiếu chút nữa thì nhảy xuống khỏi lưng sói, nam tử trước mắt này không phải là đi tìm chết chứ. Ngay khi nàng ta do dự xem có nên nhảy xuống khỏi lưng sói hay không thì tử điêu trên vai Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt đàn kiến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, trong cơ thể tử điêu đột nhiên trào ra một cỗ uy áp vô hình, uy áp này vừa xuất hiện. Những phệ kim nghĩ đó lập tức như gặp đại địch, chỉ sau một thoáng giống như thủy triều ùa ra sau. Cảnh tượng này quả thật là vô cùng hoành tráng. Giống như tiểu gia hỏa này lần trước đuổi đám cú đêm, những phệ kim nghĩ này để nhanh chóng chạy thoát không ngờ bắt đầu công kích đồng loại. Có thể nói, đàn phệ kim nghĩ hiện tại là dẫm lên thi thể của đồng loại để chạy trốn. Nhìn một màn trước mắt, nữ tử sau lưng Dương Diệp hai mắt trợn trừng, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Một màn trước mắt này thật sự khiến nàng ta rung động, đây chính là hơn 10 vạn con phệ kim nghĩ đó, cho dù là cường giả linh giả cảnh cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Sau khi cái con trồn bé xinh xinh kia vung vẩy móng vuốt mấy cái thì chạy toán loạn. Hơn nữa còn dẫm lên cả thi thể của đồng loại để chạy trốn, đây là long uy trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy những phệ kim nghĩ đó chạy trối chết, tử điêu hài lòng gật gù cái đầu nhỏ, sau đó nhảy về lại trên vai Dương Diệp. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào hai má Dương Diệp, giống như là đang kể công. Vươn tay ra xoa xoa đầu tiểu gia hỏa, Dương Diệp cười nói. Tính cho ngươi một công lao, về phần thưởng, dù sao tất cả những gì của ta đều là của ngươi, tất cả những gì của ngươi cũng là của ta. Nói xong, sắc mặt Dương Diệp đỏ lên, tiểu tử này giàu hơn hắn nhiều, hắn đây không phải là đang khen thưởng mà là đang chiếm tiện nghi. Tử điêu nhìn thoáng qua bụng của Dương Diệp. Sau đó vội vàng gật cái đầu nhỏ, cái khác thì nó không biết, chỉ biết cái tiểu tuyền qua kia hiện tại coi như là của nó. Tiểu đệ đệ, nó là huyền thú gì vậy? Lúc này, nữ tử không nén được tò mò, mở miệng hỏi. Dương Diệp quay đầu nhìn nữ tử một cái, nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói với ngươi à?
Nữ tử bĩu môi, không hỏi vấn đề này nữa, chỉ tò mò nhìn Tử Điêu trên vai Dương Diệp, muốn sờ sờ nhưng lại bị đứa bé con này tức giận, lập tức đành bỏ cuộc. Chấm chấm chấm. Vì sao lại vậy? Thấy Phệ Kim Nghĩ Đàn rút lui như thủy triều, đại hán dâu quai nón lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đàn Phệ Kim Nghĩ phụng lệnh của hắn ngăn cản hai nhân loại và thú vương đó, theo lý mà nói thì nếu không có mệnh lệnh của hắn, cho dù hai người đó là cường giả linh giả cảnh thì Đàm Phệ Kim Nghĩ đó cũng không có gan dám rút lui. Nhưng hiện tại, Đàn Phệ Kim Nghĩ không ngờ lại trực tiếp thối lui, giống như gặp phải thú hoàng vậy, điều này khiến cho trong đầu đại hán dâu quai nón tràn ngập nghi hoặc. Man Sư, thú vương của đế quốc huyền thú ngươi vì sao lại làm tọa kỵ cho nhân loại? Cách bên phải huyền thú mấy chục trượng, người trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim nhìn đại hán dâu quai nón, trầm giọng hỏi. Tuy lúc trước hai bên thế như nước lửa, nhưng đây đều là vì nữ nhân đó, nếu nữ nhân đó đào tẩu, vậy hai người đều sẽ không gánh vác được trách nhiệm, cho nên hai người vô cùng có hẹn ngầm buông bỏ ân oán. Đương nhiên, sau khi đuổi được nữ nhân đó rồi, hai bên vẫn tránh không được phải đánh một trận, bởi vì một bên là muốn nữ nhân đó chết, mà bên còn lại thì muốn nữ nhân đó sống. Đại hán dâu quai nón tên là Man Sư lạnh lùng nhìn người trung niên một cái, nói. Nhất định là nhân loại đó dùng bí pháp gì đó cường hành khống chế thú vương, bằng không với sự kiêu ngạo của thú vương, sao có thể làm tọa kỵ cho nhân loại. Chờ lão tử bắt được hắn, kiểu gì cũng phải ngược đãi hắn đến chết, sau đó treo thi thể ở đoạn hồn uyên để cảnh cáo tất cả nhân loại. Người trung niên trầm mặc một lúc, nói. Man Sư, người cảm thấy người đó có thể không phải là nhân loại mà là huyền thú đã biến hóa không? Suy nghĩ này khi nhìn thấy Lang Vương xuất hiện thì đã có rồi, nhưng khi đó hắn vẫn cảm thấy suy nghĩ này có chút vớ vẩn, bởi vì thiếu niên đó hắn đã chính mắt nhìn qua, trên người hắn có khí thức nhân loại chân chính. Man Sư nheo mắt, vốn hắn không suy nghĩ theo hướng này, bởi vì thiếu niên đó rõ ràng là có khí thức là nhân loại, nhưng hiện tại nghe nhân loại bên cạnh này nói vậy, suy nghĩ kỹ càng thì hắn cảm thấy điều này không phải là không thể. Nếu là huyền thú biến hóa, hắn khống chế thú vương. Khiến hắc ưng trên trời lui bước, khiến đàn Phệ Kim Nghĩ không chiến mà chạy, tất cả những điều này đều trở nên vô cùng hợp tình hợp lý. Chỉ là nếu là huyền thú biến hóa, vậy vì sao lại có khí thức là nhân loại, hơn nữa đối phương vì sao còn giúp nữ nhân đó, chẳng lẽ là thế lực thứ ba chen chân? Nghĩ đến đây, con người Man Sư co rút lại, sau đó không chút nghĩ ngợi thét dài một tiếng với đàn liệt diễm sư chung quanh, ra hiệu cho chúng đẩy nhanh tốc độ. Bất kể là thế nào. Nữ nhân đó cũng phải chết, bằng không sẽ làm hỏng đại sự chủ tử, vậy thì hắn là người phải chết. Nhìn thấy đàn sư tử đẩy nhanh tốc độ, người trung niên ở bên cạnh cũng nhanh theo, bất kể đối phương là huyền thú hay là nhân loại, hắn cũng phải tìm điện hạ về, sau đó thì an toàn đưa về Tần Đô, hoặc là đưa tới Thú Đô, bằng không thì chức quan này của hắn khó mà bảo toàn. Chấm chấm. Ê, cách di tích gì đó còn xa không thế? Trên lưng sói, Dương Diệp trầm giọng hỏi. Tuy đã dọa lui đàn Phệ Kim Nghĩ, nhưng huyền thú và kỵ binh nhân loại phía sau thì vẫn còn, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Dù sao đây cũng là thế giới huyền thú mà. Chắc còn cần một canh giờ nữa. Nữ tử có chút không xác định nói. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi chưa từng tới di tích đó à? Đương nhiên là chưa rồi, nếu không phải hôm nay. Nữ tử nói đến đây. Đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa. Tuy nữ tử nói chưa nói xong, nhưng Dương Diệp đã đoán được đại khái, hẳn là phía sau hẳn là đã sớm có tính toán và kế hoạch đào hôn, mà sự xuất hiện của hắn khiến kế hoạch của nữ tử trước mắt này phát sinh biến hóa. Nếu không phải hắn xuất hiện, nữ tử lộ tuyến chạy trốn của nữ tử trước mắt này hẳn là nơi khác, chứ không phải là di tích gì đó. Nhưng hiện tại, nữ tử này bảo hắn tới di tích gì đó, khẳng định không đơn thuần chỉ là để chạy trốn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Diệp theo bản năng nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn không thích bị người ta lợi dụng, cho dù người đó là nữ nhân, nếu có thể hắn thật sự muốn chảm sát người đằng sau. Bởi vì không thể mang theo người độc ác và hại người như vậy. Tiểu đệ đệ, ngươi lại muốn động thủ với ta đấy à? Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong đầu xuống, nói. Mỹ nữ, chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc không? Nữ tử thu lại nụ cười, nói. Nói chuyện gì? Dương Diệp tổ chức lại ngôn ngữ, nói. Giữa chúng ta không oán không cừu, ta muốn hỏi ngươi,
ngươi đẩy ta vào cơn lốc giữa đế quốc huyền thú và đế quốc Đại Tần với các ngươi, như vậy có được không? Ta không tính toán việc này với ngươi, nhưng ngươi lại muốn lợi dụng ta dẫn ngươi tới di tích gì đó, như vậy có được không? Dương Diệp không thích nói nhiều, nhưng hiện tại hắn căn bản không có biện pháp, bất kể là thân phận hay là thực lực của đối phương đều khiến hắn phải ném chuột sợ vỡ đồ. Đương nhiên, nếu không có những người đang đuổi đằng sau thì hắn sẽ không chút do dự dồn nữ nhân này vào chỗ chết. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, vẻ tươi cười trên mặt nữ tử biến mất, trầm mặc một lúc, nàng ta nhìn Dương Diệp rồi nói. Ta lúc ban đầu cũng không muốn kéo ngươi xuống nước đâu, dù sao ngươi cũng chỉ là một phàm nhân huyền giả phàm nhân cảnh. Về phần đi theo ngươi, bất kể ngươi có tin hay không, nói chung là ta cũng không phải cố ý muốn đi theo ngươi, bởi vì ngươi lộ tuyến trốn của ngươi cũng là lộ tuyến muốn chạy trốn của ta. Có thể nói rằng tất cả những điều này đều là trùng hợp. Trùng hợp. Nghe thấy lời nói của nữ tử, Dương Diệp thiếu chút nữa thì tát cho nàng ta một cái, hắn bị hai cỗ thế lực đuổi bắt, chỉ là vì một sự trùng hợp. Hắn lúc này thật sự không biết nên cười hay nên tức giận. Nữ tử tiếp tục nói. Về phần tới di tích thương triều đó cũng là việc bất đắc dĩ. Bởi vì ta cũng không biết là do nguyên nhân gì mà huyền thú linh cấp phía sau không ngờ điều động cả huyền thú của thập vạn đại sơn đến đuổi bắt chúng ta. Theo lý mà nói thì hắn chắc là phải dám làm ầm ĩ như vậy, nhưng hắn lại vẫn làm. Ta nghĩ, ngươi chắc biết là do nguyên nhân gì. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nghẹn lời, hắn đương nhiên biết là do nguyên nhân gì, khẳng định là U Minh Lang Vương của mình đã dẫn tới sự chú ý của huyền thú linh cấp đó, cho nên đối phương mới không tiếc vận dụng lực lượng khác của thập vạn đại sơn đến đuổi bắt bọn họ. Nói một cách khác thì tất cả những điều này đều là do hắn tự gây ra. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Diệp cực kỳ khó chịu, quay đầu nhìn nữ tử nói. Vậy ngươi hiện tại đi được chưa? Chỉ cần ngươi đi rồi, bọn họ chắc sẽ bỏ qua cho ta, ít nhất thì kỵ binh nhân loại sẽ không đuổi theo ta nữa. Nữ tử bật cười, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có cứ muốn đuổi tỷ tỷ đi, tỷ tỷ bám chắc lấy ngươi rồi. Nói đùa à, vất vả lắm mới tìm được một chỗ dựa, nàng ta sao chịu dễ dàng từ bỏ. Có thể đừng vô lại như vậy nữa được không? Bất kể ngươi nói gì thì tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ ngươi đâu. Tóm lại, kiếp này của tỷ tỷ là bám vào ngươi. Tốt xấu gì cũng là cường giả vương giả cảnh, ngươi có chút tiết tháo đi được không? Tiết tháo, đó là cái gì? Tỷ tỷ chỉ có trinh tiết thôi. Dương Diệp. Gạch nối chấm chấm chấm. Dương Diệp thật sự là nghẹn lời rồi, hắn nhớ tới một câu, nước quá trong ắt không có cá. Người không biết xấu hổ thì vô địch, nữ tử trước mắt này là vô địch chân chính. Tiểu đệ đệ, người thật sự không muốn gia nhập học viện hoàng gia à? Tin tỷ tỷ đi, chỉ cần ngươi gia nhập học viện hoàng gia, với thực lực và tư chất của ngươi nhất định sẽ chắp cánh bay cao. Đến lúc đó bất kể là công pháp huyền kỹ, hay là quyền thế mỹ nhân, chỉ cần một câu của ngươi là sẽ cuồn cuộn không ngừng lao đến. Nữ tử vẫn không từ bỏ ý định kéo Dương Diệp vào học viện hoàng gia. Dương Diệp quay đầu quan sát nữ tử, khóe miệng nở một nụ cười nói. Mỹ nhân mà ngươi nói không phải chính là ngươi đấy chứ? Nữ tử ngẩn ra, sau đó sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó lộ ra nụ cười mê người với Dương Diệp. Nếu tiểu đệ đệ có thể đạt được một trong ba thứ hạng đầu của Hoàng bảng học viện Hoàng gia, vậy có nô gia cũng không phải là không thể được, chỉ là tiểu đệ đệ lúc này e là vẫn chưa có năng lực đó. Không phải tỷ tỷ coi thường tiểu đệ, mà là thiên tài trên hoàng bảng đó thật sự là quá mức yêu nghiệt. Đương nhiên, tiểu đệ đệ cũng không phải không có một chút cơ hội nào, nói chung. Dừng. Dương Diệp cắt ngang lời nữ tử, nói. Vị mỹ nữ này ơi, ta không có chút hứng thú nào với cái hoàng bảng gì đó của các ngươi, ngươi đừng lãng phí tâm tư trên người ta nữa. Còn nữa, ta cũng không có chút hứng thú nào với ngươi cả. Thật đó, đợi sau khi tới được di tích đó rồi. Chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả. Thấy Dương Diệp tựa hồ là thật sự không có hứng thú nào với học viện hoàng gia của Đại Tần, nữ tử thấp giọng thở dài. Có điều nàng ta vẫn không muốn bỏ cuộc, nghiêm mặt nói. Thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, thiên phú chắc khẳng định cũng cực kỳ không tồi, nhưng ngươi chắc cũng biết đó. Thiên phú của một người cho dù là tốt đến mấy, nhưng nếu không có tài nguyên tu luyện và chỗ dựa để bảo vệ thì thành tựu của người này khẳng định là sẽ hữu hạn. Đặc biệt là chỗ dựa, một thiên tài nếu không chọn cho mình một chỗ dựa thì rất dễ chết non. Nàng ta chỉ từng giao thủ một lần với Dương Diệp,
nhưng chính một lần đó thôi lại khiến nàng ta khiếp sợ không thôi trước thực lực của Dương Diệp. Tốc độ và lực đạo của một kiếm đó cho dù đến bây giờ nàng ta vẫn nhớ như in. Dương Diệp nói không có tông môn, cho nên nàng ta vô cùng hy vọng có thể kéo được Dương Diệp tới trận doanh của Đại Tần. Chỗ dựa à? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu, nói. Ngươi nói rất đúng, cái thứ chỗ dựa này rất quan trọng, nhưng cái chỗ dựa này có thật sự đáng tin không? Hiện nay ta có thiên phú, ta có tư chất, ta có thực lực, rất nhiều tông môn sẽ không chút do dự thu nhận ta, nhưng ta tin rằng, nếu ta có dính dáng tới lợi ích của những chỗ dựa này sẽ không chút do dự vứt bỏ ta ngay. Cho nên, người ta vẫn cứ bản thân mạnh mới là mạnh thật sự, về phần chỗ dựa gì đó là không đáng tin cậy. Nghĩ đến kiếm tông muốn giao hắn và muội muội ra, trong lòng Dương Diệp liền như muốn bốc hỏa. Từng có lúc, Dương Diệp hắn cũng coi kiếm tông là chỗ dựa của mình, cũng lấy làm vinh hạnh vì là đệ tử của kiếm tông, nhưng kiếm tông đối đãi với hắn như thế nào? Bách Hoa Cung tùy tiện phái mấy trưởng lão đến là trưởng lão của kiếm tông liền không chút do dự giao hắn và muội muội ra ngay. Chỗ dựa như vậy thì cần làm gì? Nữ tử khẽ há miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ hóa thành một tiếng than khẽ. Là người trong hoàng thất, nàng ta rất thấu hiểu đạo lý này. Trầm mặc một lúc, nàng ta lại mở miệng, nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không biết ngươi từng gặp phải chuyện gì, nhưng vẫn muốn khuyên một câu. Với tư chất của ngươi nếu được bồi dưỡng trọng điểm ở học viện hoàng gia, ngày sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Về phần nói bị vứt bỏ, ta cảm thấy, nếu không muốn bị chỗ dựa của mình vứt bỏ, vậy thì chỉ đành cố gắng biến thành mạnh hơn. Khiến giá trị của bản thân ngày càng cao, như vậy chỗ dựa sao nỡ vứt bỏ ngươi. Dương Diệp cười cười, nói. Nói đi nói lại vẫn không phải là dựa vào chính mình à. Về phần tài nguyên tu luyện gì đó, rất xin lỗi, ta không thiếu. Còn nữa, đừng có gọi ta là tiểu đệ đệ, ngươi có thể gọi ta là Diệp Dương. Nghe vậy, nữ tử lại thở dài một tiếng, có điều nàng ta sẽ không bỏ cuộc. Chỉ là tạm thời không thể khiến thiếu niên tên là Diệp Dương này thay đổi tâm ý mà thôi. Có điều cũng không sao, làm việc tốt thường gian nan, nàng ta vẫn có cơ hội. Không đúng. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử, sau đó quan sát nàng ta một lúc, nói. Ngươi hy vọng ta gia nhập học viện hoàng gia gì đó như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Đừng nói với ta là vì đế quốc Đại Tần, ta thấy ngươi cũng không giống như loại người vì nước vì dân. Nữ tử chớp chớp mắt, một lúc sau thì nhoẻn miệng cười, nói. Ngươi chắc cũng biết tỷ tỷ ở trong hoàng thất Đại Tần có thân phận không tầm thường, một khi đã như vậy thì tỷ tỷ tìm kiếm nhân tài cho đế quốc Đại Tần thì có gì không đúng. Và lại, tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao? Nếu ngươi gia nhập học viện hoàng gia, đồng thời lọt được vào trong 10 thứ hạng đầu của học viện hoàng gia, vậy tỷ tỷ lần này đào hôn không chỉ không có tội mà còn có công. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện đó. Dương Diệp nhìn nữ tử với vẻ hoài nghi, trực giác nói với hắn rằng lời nói của nữ tử trước mắt này không thể tin được, nhưng hắn lại không thể phủ nhận, lời nói của nữ tử trước mắt này rất có lý, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy nữ tử trước mắt này khẳng định không phải là vì hai nguyên nhân đó. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ đến những chuyện loạn thất bát tao này nữa. Bất kể nữ tử có chủ ý gì nói chung là hắn cũng đã quyết định. Sau khi đến di tích thương triều đó rồi sẽ mỗi người đi một ngả với nữ nhân này. Hắn thật sự không muốn cứ đi cùng một nữ nhân tâm tư khó lường. Diệp Dương, nữ tử đó người thích có đẹp bằng ta không? Dáng người có ngon như ta không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Thôi đừng nói làm gì, ta sợ sẽ đả kích ngươi. Đả kích ta? Nữ tử nhướng mày, nói. Tỷ tỷ không tin trên đời này có dung nhan của người nào có thể đả kích ta. Bên trong ngữ khí mang theo vẻ tự tin mãnh liệt. Ngươi chưa từng nghe nói trong mắt tình nhân có mỹ nữ à? Dương Diệp nói. Nàng ta ở trong mắt ta chính là đẹp nhất, nói chung là đẹp hơn ngươi gấp 10 lần. Không, là 100 lần. Không, các ngươi căn bản là không hề có tính so sánh. Vất vả lắm mới một cơ hội để đả kích nữ nhân này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Được rồi, cứ coi là nàng ta đẹp hơn tỷ tỷ đi. Nữ tử cười duyên. Nhưng nàng ta có biết phong tình như tỷ tỷ không? Tỷ tỷ nói nhỏ với ngươi nhé, thủ pháp hầu hạ nam nhân của tỷ tỷ có cả trăm loại, chỉ tư thế thôi cũng có mấy chục loại. Nếu ngươi theo tỷ tỷ cam đoan ngươi mỗi ngày sẽ sung sướng vô cùng, thế nào? Khóe miệng Dương Diệp giật giật,
người ngồi sau có còn là nữ tử nữa không? Cho dù là một số nam nhân cũng không cường đại được bằng nàng ta. Một lúc sau, hắn lắc đầu, nói. Ngươi đúng là một yêu nữ. Nữ tử còn chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên nàng ta vỗ vỗ vai Dương Diệp, sau đó chỉ vào một địa động tối đen ở xa xa, nói. Tiểu đệ đệ, chúng ta tới rồi. Khi Dương Diệp tiến vào trong di tích của Thương Triều ở dưới đất này, hắn rất rung động. Trước mặt hắn là một tòa tường thành to lớn vô cùng, tường thành cao tới trăm trượng, về phần chiều rộng, Dương Diệp căn bản không nhìn thấy độ rộng của tường thành. Dù sao tòa di tích thành cổ này ít nhất cũng phải lớn hơn thành An Nam 10 lần. Tuy là ở trong lòng đất, nhưng ánh sáng lại rất tốt, đương nhiên không phải ánh nắng, mà là ánh sáng bạc từ vô số đá kỳ lạ giống như nguyệt quang thạch phát ra, giống như là ánh trăng vậy. Mặt ngoài tường thành phủ chi chít các loại phù văn thần bí không hoàn chỉnh, những phù văn này tuy đã mất đi công hiệu, nhưng độ dày đặc và hình dạng vẫn khiến Dương Diệp có chút khiếp sợ, bởi vì những phù văn này không ngờ là một trận pháp phù văn. Một trận pháp phù văn bao phủ cả một tòa thành thị, nghĩ thôi cũng khiến cho người ta phải khiếp sợ rồi. Càng đừng nói tới là hắn còn chính mắt nhìn thấy. Không hổ là quốc đô của Tiền Triều, tòa thành thị này cho dù so với đế đô của Đại Tần ta cũng không kém là bao. Dưới thành, nữ tử cảm khái. Nghe vậy, Dương Diệp hồi thần, ánh mắt từ phù văn trên tường thành chuyển sang cánh cửa không có cánh, nói. Vào thành thôi. Tuy hắn cũng muốn quan sát cẩn thận quốc đô của Thương Triều, nhưng hắn không quên phía sau còn có hai cường giả linh cấp đang truy đuổi bọn họ. Nữ tử gật đầu, sau đó cũng vội vàng đi theo. Trên mặt đất, Man Sư và người trung niên mặc khôi giáp màu vàng kim đứng cạnh nhau, sắc mặt của hai người lúc này đều cực kỳ khó coi. Vốn là với cảnh giới của bọn họ, muốn đuổi kịp một huyền giả phàm nhân cảnh và vương giả cảnh là chuyện hết sức dễ dàng, nhưng kết quả lại là hai người đều không thể đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà mình muốn truy đuổi chạy về phía di tích. Đương nhiên, nếu không có U Minh Lang Vương trở thay cho đi bộ, hai người Dương Diệp chắc chắn là đã bị đuổi kịp, cho dù là hai người đều dùng thần hành phù. Nhưng sau khi có U Minh Lang Vương, tốc độ của hai người lại tăng vọt. U Minh Lang Vương trên lực lượng và công kích thì không bằng Liệt Diễm Sư nhất tộc, nhưng trên tốc độ thì lại tuyệt đối vượt qua Liệt Diễm Sư tộc, lại thêm hai người bọn Dương Diệp chiếm tiên cơ. Cho nên hai người mới không bị Man Sư và người trung niên đuổi kịp. Nhìn cửa vào di tích, người trung niên trầm mặc một lúc, sau đó xoay người nhìn thuộc hạ của mình, trầm giọng nói. Người đạt tới vương giả cảnh đứng ra. Những vũ lâm vệ này đều là điều động lâm thời, hắn là đầu lĩnh cũng được điều động lâm thời, cho nên hắn căn bản không quá quen thuộc với 100 người này. Nghe thấy lời nói của người trung niên, bên trong kỵ binh lập tức có 5 người cưỡi phong liệt mã đi ra. Người trung niên nhìn 5 người, nói. 5 người các ngươi đi theo ta, những người khác thì trấn thủ ở đây, nghe theo sự điều khiển của phó thống lĩnh. Còn nữa, phái một người về Tần Đô thông chi chuyện này cho điện hạ. Nói xong, người trung niên nhìn thoáng qua Man Sư, sau đó dẫn theo 5 người tiến vào cửa di tích. Tuy phía dưới nguy hiểm trùng trùng, nhưng hắn vẫn phải xuống, nếu công chúa đó chết thì còn đỡ, nhưng nếu bỏ trốn với người khác, vậy thì hắn trở về thật sự chỉ có đường chết. Bởi vì thứ hoàng gia để ý nhất chính là mặt mũi. Thấy người trung niên dẫn người đi xuống, đại hán râu quai nón cũng không do dự, xoay người líu díu mấy tiếng với đàn sư tử, sau đó cũng tiến vào di tích theo. Hắn hiện tại không cần nữ nhân đó nữa, mà là để ý tới thiếu niên thần bí kia, nếu đối phương là huyền thú biến hóa thành thì còn đỡ, nếu không phải, việc này sẽ càng thêm quỷ dị và khủng bố. Nếu nhân loại nghiên cứu ra phương pháp gì để chinh phục huyền thú, vậy đối với huyền thú mà nói, không nghi ngờ gì nữa là tai họa rất lớn. Chấm chấm chấm. Ở trên phố, Dương Diệp và nữ tử thỉnh thoảng lại tò mò quan sát chung quanh, từ phòng ốc chung quanh không khó nhìn ra Thương Triều phồn hoa cỡ nào. Mà khiến Dương Diệp hiếu kỳ nhất là tòa cô thành dưới đất này không hề hưu quạnh mà ngược lại là có chút náo nhiệt. Đúng vậy, trên ngã tư đường không chỉ không lãnh lẽo buồn tẻ như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại có rất nhiều người lui tới, đương nhiên. So sánh với người ở thành thị trên mặt đất thì tất nhiên là ít hơn nhiều. Khiến Dương Diệp càng bất ngờ hơn là những người này cơ bản đều là huyền giả cảnh, hắn không thấy một ai là huyền giả dưới tiên thiên, nói cách khác, phàm nhân cảnh như hắn trở nên có chút đặc biệt. Một cái đầu người bay ra mà không hề có dấu hiệu báo trước, khiến cho nữ tử và người áo đen có mặt ở đây đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Một hồi sau, nữ tử phục hồi lại tinh thần,
nhìn xoáy vào Dương Diệp, nàng ta vẫn có chút coi thường này trước mắt này. Tốc độ của một kiếm này cho dù là huyền giả tiên thiên cũng không đạt tới được. Người áo đen còn lại cũng phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp với vẻ sợ hãi, cho dù hắn ngu tới mấy thì hiện tại cũng đã biết huynh đệ mình đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Huynh đệ bọn họ thường xuyên ở khu vực này làm ra chuyện đánh cướp tương tự, đối tượng lựa chọn tất nhiên là loại người loại thực lực yếu, hơn nữa là lần đầu tiên đến di tích Thương Triều. Không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp và nữ nhân trước mắt vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn đánh cướp của bọn họ. Nhưng thực tế thì, người áo đen sau khi nhìn Dương Diệp đầy sợ hãi thì không chút do dự xoay người bỏ chạy, đánh một trận với đối phương á. Đừng có nói đùa. Thiếu niên trước mắt này lúc trước rút kiếm thế nào hắn cũng không nhìn rõ thì còn đánh đấm cái rắm. Hiện tại hắn chỉ muốn bản thân mình mọc thêm hai cái đùi để chạy nhanh hơn một chút. Đúng vào một khắc nam tử xoay người, một đạo kim quang xẹt qua, nam tử giống như cảm giác được gì đó, hai mắt trợn lên, cứu. Tiếng thét bị cắt đứt đột ngột, kiếm khí màu vàng kim đã đâm thủng ngực hắn, trong nháy mắt dã hủy diệt sinh cơ của nam tử áo đen. Cất kiếm vào vỏ. Dương Diệp ánh mắt nhìn về phía một căn nhà đá ở bên cạnh, lạnh lùng nói. Các hạ vẫn không chịu đi ra à? Kỳ thật lúc trước hắn đã biết có người đang theo dõi hắn và nữ tử, hai người áo đen trước mắt này chỉ là quân cờ đối phương đưa tới để nhử hắn và nữ tử. Đối phương ẩn nấp rất tốt, nhưng có tiểu gia hỏa đó ở đây, đối phương ẩn nấp ở trước mặt hắn chỉ là một trò đùa. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, nữ tử lại tò mò nhìn Dương Diệp một cái. Nàng ta đương nhiên biết chung quanh còn có người ẩn nấp, chỉ là nàng ta rất hiếu kỳ nam tử trước mắt này là làm thế nào để phát hiện ra được, hắn mới là phàm nhân cảnh mà. Quả nhiên, Dương Diệp vừa mới dứt lời, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi từ góc nhà bước ra, thanh niên nhìn thoáng qua thi thể của hai người áo đen nằm trên đất, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, lại quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và nữ tử, khi nhìn về phía nữ tử, sâu trong mắt hiện lên một tia khác thường. Hơi dừng lại một chút trên người nữ tử, hắn lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp, lạnh giọng nói. Kiếm của các hạ nhanh thật, các hạ là đệ tử của kiếm tông à? Dương Diệp không trả lời, mà là vươn tay chỉ vào nữ tử, nói. Ngươi có phải nhìn chúng nàng ta không? Thanh niên và nữ tử đều sửng sốt, không hiểu ý của Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi không phải là coi trọng tiểu thiếp này của ta. Sau đó thì không biết rõ về ta và nàng ta, cho nên mới phái người đến thử chúng ta sao? Hiện tại biết rõ rồi chứ? Bị Dương Diệp nói ra tâm tư một cách trắng trợn như vậy, trong mắt thanh niên hiện lên sát khí lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại đổi thành nụ cười, nói. Các hạ nghĩ nhiều rồi, tại hạ Bạch Giang, thấy hai vị là lần đầu tiên đến di tích Thương Triều này, lại bị hai huynh đệ này theo dõi, cho nên mới đi theo, đang chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Chỉ là xem ra tại hạ đa sự rồi. Thế à? Dương Diệp cười cười, nói. Vậy hiện tại hai người đó ta đã giải quyết xong rồi, Bạch Huynh có thể đi được rồi đó. Nụ cười của Bạch Giang cứng lại, một hồi sau lại cười nói. Hai vị là lần đầu tiên đến di tích Thương Triều này, chắc hẳn còn rất xa lạ với di tích, không bằng kết bạn với tại hạ nhé. Lời thì đương nhiên là với Dương Diệp. Nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn nữ tử ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, nói. Người ta đang mời ngươi đó, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Bạch Giang, sau đó vươn tay ra ôm lấy cánh tay Dương Diệp, cười quyến rũ nói. Nô gia tất nhiên phải đi theo phu quân rồi. Dương Diệp nhún vai với Bạch Giang, nói. Bạch Huynh, ngươi có thể đi rồi đó. Song quyền của Bạch Giang chậm rãi nắm chặt lại. Hắn đi theo sau lâu như vậy. Sớm đã biết hai người trước mắt không phải là vợ chồng gì cả, nữ tử đó sở dĩ gọi thiếu niên này là phu quân, hơn phân nửa hay là hy vọng có được sự bảo hộ của thiếu niên này, dù sao ở nơi không quan tâm tới luật pháp, chỉ chú trọng nắm tay của ai cứng này, một thiếu nữ như nàng ta là rất khó có thể sống sót. Đương nhiên, những cái này không phải là trọng điểm là Bạch Giang hắn rất thích nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này so với những nữ nhân hắn trước đây từng chơi đùa thì quả thực là đẹp hơn vô số lần, cho nên hắn mới phái hai thủ hạ của hắn tới giải quyết thiếu niên trước mắt, chỉ là hắn không ngờ, thực lực của thiếu niên trước mắt này không ngờ cường hãn như vậy, vừa đối mặt đã giải quyết xong hai thủ hạ của hắn. Điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ Bạch Huynh là thật sự muốn cướp tiểu thiếp này của ta à?
Nam tử không rời đi, Dương Diệp cười nói. Nam tử trước mắt này có thể sử dụng huyền giả cảnh, vậy thân phận chắc là không đơn giản. Hắn có thể giết hai người áo đen đó một cách không kiêng nể gì, nhưng sẽ không ngu tới mức vì nữ nhân bên cạnh này mà giết người trước mặt. Đương nhiên, nếu người trước mắt này cứ muốn ra tay với hắn, vậy thì hắn cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn đường. Nữ tử cũng tựa cười mà như không phải cười nhìn Bạch Giang, nàng ta cũng muốn xem người trước mắt này liệu có xuất thủ hay không. Đương nhiên, nàng ta không có hứng thú đối với người này, nàng ta là hứng thú với thực lực chân chính của thiếu niên bên cạnh mình đây. Tuy đã từng giao thủ với thiếu niên tên là Diệp Dương này một lần, nhưng vẫn không đủ để nàng ta nắm rõ thực lực của Diệp Dương. Cho nên lúc trước nàng ta mới che giấu thực lực của mình, mục đích không phải để giả lợn ăn thịt hổ, mà là để thăm dò thực lực chân chính của Dương Diệp. Nhìn nụ cười trên mặt Dương Diệp, Bạch Giang do dự một lúc, cuối cùng từ bỏ ý đồ xuất thủ, hắn không nhìn thấu thiếu niên trước mắt này, hơn nữa đối phương từ đầu tới cuối đều rất lạnh lùng bình tĩnh, phải biết rằng, hắn là cường giả tiên thiên thất phẩm. Mà đối phương ở trước mặt hắn lại không hề có nửa điểm sợ hãi, như vậy chắc chắn là có chỗ dựa. Nghĩ vậy, Bạch Giang ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Huynh đài nói đùa rồi, Bạch Giang sao có thể là người như vậy? Nếu hai vị không muốn kết bạn đi chung với Bạch Mỗ, vậy Bạch Mỗ đành phải cáo từ. Đúng rồi, Bạch Mỗ tặng huynh đài một lời khuyên, làm người thì nên nhún mình một chút. Nói xong, hắn lùng nhìn Dương Diệp một cái rồi xoay người rời đi. Làm người nên nhún mình. Dương Diệp lắc đầu cười, nhìn về phía nữ tử, nói. Ta kiêu ngạo lắm à? Phu quân lúc trước thật sự là vô cùng khí phách, nô gia nhìn mà tim đập thình thịch luôn. Nữ tử có chút ngượng ngập nói. Dương Diệp không có phản ứng, nói. Ngươi làm bộ làm tịch như vậy thì tưởng hay lắm à? Nô gia thật sự động lòng với ngươi mà, ngươi sao không chịu tin nô gia thế? Nữ tử có chút ủy khuất nói. Dừng. Dương Diệp phất tay, nói. Chúng ta đừng có làm những chuyện loạn thất bát tao này nữa. Lúc trước ta đã nói rồi, sau khi tới di tích này chúng ta sẽ mỗi người mỗi ngả, hiện tại chúng ta chia tay đi. Sau này gặp lại, à không, sau này mong đừng có gặp lại. Nói xong Dương Diệp xoay người bỏ đi, hắn thật sự không muốn dây dưa gì với người này nữa. Đi được vài bước, Dương Diệp hít sâu một hơi, xoay người nhìn nữ tử vẫn đi theo hắn, nhíu mày nói. Ngươi có phải thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi hay không? Nô gia, có thể nói chuyện bình thường không? Dương Diệp cắt ngang lời nữ tử. Nghe vậy, sắc mặt nữ tử khôi phục bình thường, sau đó nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Lúc trước ngươi hôn ta, ngươi có thừa nhận không? Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nói. Là ngươi lợi dụng ta trước. Danh tiết của ta đã bị hủy ở trong tay ngươi rồi. Nữ tử nghiêm túc nói. Ngươi đùa gì thế? Dương Diệp tức tới thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên nói. Ta chỉ hôn ngươi một cái thôi mà, đâu có làm gì ngươi, ngươi đừng có xỏ lá như vậy. Ngươi có biết thân phận của ta không? Nữ tử nói. Ta là muội muội của Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc Đại Tần, cũng chính là trưởng công chúa của Đế quốc Đại Tần, tuy chỉ là một công chúa không được coi trọng, nhưng tốt xấu gì cũng là công chúa. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngươi lấy Đế quốc Đại Tần ra để uy hiếp ta à? Hai mắt Dương Diệp híp lại, trầm giọng nói. Nữ tử lắc đầu, nói. Tiểu đệ đệ của ta, ngươi vẫn chưa hiểu à? Từ một khắc ngươi và ta gặp nhau rồi cùng chạy trốn, bất kể là vị nhị hoàng tử kia của Đế quốc Huyền Thú hay là Đế quốc Đại Tần đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi và ta không có quan hệ gì, chúng ta gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, nhưng bọn họ tin à? Đầu tiên, ta phá hỏng chuyện tốt của cháu ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Tiếp theo, ta khiến nhị hoàng tử điện hạ của Đế quốc Huyền Thú mất hết mặt mũi, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Được rồi, ngươi khẳng định cho rằng đây là chuyện có ta, không liên quan tới ngươi. Nhưng ngươi cho rằng người của Đế quốc Đại Tần và Đế quốc Huyền Thú sẽ bỏ qua cho ngươi à? Hai quái vật lớn đó nếu cùng động thủ, cho dù ngươi là đệ tử đích truyền của Kiếm Tông thì cũng chẳng có một chút cửa sống nào. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm, không thể không nói, lời nói của ân trước mắt này vẫn rất có đạo lý. Nếu Đế quốc Đại Tần và Đế quốc Huyền Thú cùng muốn đối phó hắn, vậy Dương Diệp thật sự là sẽ không còn đường sống. Phải biết rằng, thực lực của hai quái vật lớn này so với Kiếm Tông và Bách Hoa Cung còn mạnh hơn rất nhiều. Nữ tử tiếp tục nói.
Cho nên, nếu ngươi và ta muốn sống, ngươi và ta nhất định phải liên thủ, chỉ có liên thủ, chúng ta mới có cơ hội. Nói cách khác thì ta và ngươi hiện tại đã ở chung một chiếc thuyền, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực thì không phải mỗi người đi một ngả. Ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất không cam lòng, dù sao đây vốn là chuyện của cá nhân ta, nhưng sự thật đã như vậy, ngươi và ta có thể làm gì? Nói xong, nữ tử nhìn Dương Diệp, chờ Dương Diệp trả lời. Vốn kế hoạch của nàng ta là sau khi chạy trốn thì sẽ mai danh ẩn tích, sống cả đời trốn tránh. Nhưng tên Diệp Dương trước mắt này đã khiến nàng ta thay đổi chủ ý, nếu nam tử trước mắt này nguyện ý liên thủ với nàng ta không chỉ nắm chắc hóa giải được nguy cơ, mà còn có thể một lần nữa đạt được sự coi trọng của Hoàng thất Đại Tần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là thiếu niên trước mắt này phải nguyện ý. Trầm mặc một lúc, Dương Diệp bỗng nhiên lắc đầu cười cười, nói. Ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta vẫn muốn cự tuyệt. Vì sao? Nữ tử nhíu mày. Bởi vì ta không tin ngươi. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử, nói. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến bây giờ, những gì ngươi nói với ta đều là nửa thật nửa giả, cũng giống như hiện tại, những lời ngươi nói là đúng, sự thật cũng là như vậy, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy mục đích chân chính của ngươi khẳng định không chỉ đơn giản là như vậy, nếu ta thật sự nghe theo lời nói của ngươi. Hợp tác với ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ta bị ngươi bán rồi còn đi đếm tiền cho ngươi. Dương Diệp chưa bao giờ cho rằng bản thân là kẻ ngốc, nhưng cũng sẽ không cho rằng hắn quá thông minh, nữ tử đứng trước mắt luôn nói là thích hắn này thật sự khiến hắn nhìn không thấu. Bất kể là thực lực, hay là suy nghĩ hắn đều không nhìn thấu thì chứng tỏ là nguy hiểm, nếu nguy hiểm thì biện pháp tốt nhất chính là đừng có tiếp xúc nữa. Về phần chuyện của đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú, Dù sao hiện tại đối phương cũng không biết hắn là ai, chờ chuyện ở đây qua rồi, hắn trở lại đỉnh Phù Văn, liệu ai còn nhớ tới hắn? Nữ tử nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cảm thấy giữa chúng ta vẫn nên hợp tác, ngươi ngàn vạn lần chớ có chỉ nghĩ cho mình. Tỷ tỷ biết, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, nhưng tỷ tỷ muốn nói cho ngươi biết rằng, cho dù ngươi là nhi tử của tông chủ Kiếm Tông cũng vô dụng. Bởi vì chuyện này liên quan tới thể diện của đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú, tuy tỷ tỷ lần này tới đế quốc Huyền Thú chỉ là đính hôn, người biết không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít. Tỷ tỷ bỏ trốn cùng người, tỷ tỷ không có kết cục tốt, nhưng người bỏ trốn với tỷ tỷ chắc hẳn hai đế quốc cũng sẽ không để hắn sống yên đâu, người nói có phải không? Dương Diệp nhìn nữ tử, nghiêm túc nói. Kỳ thật ta rất muốn giết ngươi, thật đó. Nếu không phải vì nữ nhân trước mắt này. Hắn hiện tại có lẽ đã lại thu phục được một con thú vương, nếu không phải vì nữ nhân trước mắt này, hắn hiện tại có lẽ đã. Tóm lại, từ lúc gặp phải nữ nhân này đến bây giờ, hắn không chỉ không có được một chút lợi ích nào, ngược lại còn bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy giữa đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú, điều này khiến cho hắn thật sự rất muốn giết người. Nữ tử cười cười, nói. Tỷ tỷ thừa nhận, chuyện lần nào là tỷ tỷ không đúng. Nhưng hiện tại chúng ta thật sự đã ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu ngươi không hợp tác với tỷ tỷ, chúng ta thật sự có thể phải làm một đôi đồng mệnh uyên ương đó. Ngươi phải biết rằng, lệnh truy nã của đế quốc Đại Tần là rất khủng bố. Ta nói rồi, ta không tin ngươi. Dương Diệp nói, niềm tin là được thành lập từ từ, chúng ta có thể từ từ tạo dựng, tỷ tỷ có kiên nhẫn mà. Nữ tử cười nói, Dương Diệp cũng cười cười, nói. Ta không có hứng thú tạo dựng với ngươi, được rồi, ta không muốn nhiều lời với ngươi nữa. Về phần đế quốc Huyền Thú và đế quốc Đại Tần của ngươi, dù sao bọn họ cũng không biết ta là ai, cứ kệ họ đi. Sau này gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Hắn không thể không thừa nhận, hai con quái vật lớn đế quốc Đại Tần và đế quốc Huyền Thú này rất cường đại, nhưng hắn quyết không tin nữ nhân trước mắt này, hắn hợp tác với nữ nhân này tuyệt đối là bảo hộ lột ra. Về phần vấn đề của hai quái vật lớn, chỉ cần hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, lẩn vào trong đám đông, hắn không tin hai đế quốc có thể tìm được đỉnh Phù Văn. Thấy Dương Diệp xoay người bước đi, nữ tử mắt đảo quanh, sau đó lại vội vàng theo đi lên, vừa đi vừa nói. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thật sự không hại ngươi đâu, ngươi hợp tác với tỷ tỷ chỉ có lợi chứ. Nữ tử đang nói thì đột nhiên con ngươi của nàng ta co rút lại, người lách sang bên. Lúc này vị trí nàng ta vừa đứng lúc trước, một thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào đó, mà người cầm kiếm chính là Dương Diệp. Trường kiếm quay lại vào vỏ,
Dương Diệp lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, đừng có đi theo ta nữa, được không? Nữ nhân trước mắt này thật sự coi Dương Diệp hắn là kẻ ngốc à? Không ngờ vẫn muốn lợi dụng hắn. Tiểu đệ đệ, ngươi ác lắm, không ngờ thật sự xuất thủ với tỷ tỷ. Ngọc thủ của nữ tử vỗ vỗ ngực, u oán nói. Uổng cho tỷ tỷ một lòng một dạ với ngươi, muốn hợp tác với ngươi, cùng ngươi. Câm miệng. Dương Diệp đột nhiên quát. Ta thật sự không có thời gian để đứng đây lải nhải với ngươi, hiện tại ngươi đã an toàn rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng có đi theo ta nữa, được không? Nghe vậy, vẻ mặt nữ tử khôi phục lại bình thường, sau đó nghiêm túc nói. Diệp Dương, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Ngươi thay đổi sắc mặt nhanh thật. Dương Diệp châm chọc. Nữ tử lắc đầu, nói. Ta biết ngươi có thành kiến với ta, nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn nên hợp tác, ta thừa nhận. Ta giấu ngươi một việc, ta hiện tại nói với ngươi đây, chờ sau khi ngươi biết chân tướng của chuyện ngươi nên biết rồi thì hãy quyết định có hợp tác hay không. Thấy vẻ mặt của nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, một lúc sau liền bảo. Chân tướng cái gì, ta nói trước với ngươi nhé, nếu ta cảm thấy ngươi lại lừa dối à, ta sẽ lập tức đi ngay, lúc đó thì ngươi đừng có nói chuyện có hợp tác hay không đó. Nữ tử vuốt vuốt trán, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thật lần này ta kết thân với nhị hoàng tử của đế quốc huyền thú, căn bản không phải là vị hoàng đế ca ca và gia gia của ta quyết định. Gia gia của ta là đại tần thủy hoàng đế, ca ca ta là hoàng đế đại tần hiện tại, bọn họ hiện tại đều đang bế quan trùng kích cảnh giới, mà hiện giờ người cầm nắm đất nước là chất nhi cháu của ta. Nói vào trọng điểm đi. Dương Diệp nhíu mày nói. Ta không có hứng thú với chuyện của hoàng gia các ngươi. Nữ tử cười cười, nói. Ta kết thân với nhị hoàng tử của đế quốc huyền thú là chủ ý của chất nhi đó của ta, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì hy vọng đạt được sự trợ giúp của nhị hoàng tử điện hạ của đế quốc huyền thú. Đây không phải là trọng điểm là chuyện này không thể để cho người khác biết, bởi vì ca ca và gia gia của ta kiêng kỵ nhất chính là cấu kết với ngoại địch. Nếu chuyện này bị người khác biết, chất nhi của ta vĩnh viễn đừng mơ có được ngôi vị hoàng đế đó. Trong lời nói của ngươi có rất nhiều sơ hở. Dương Diệp trầm giọng nói. Trước tiên, ngươi nói chuyện này không thể để người khác biết, vậy 100 kỵ binh nhân loại đi cùng ngươi đó thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không phải là người à? Ngươi cho rằng bọn họ có thể còn sống mà ra khỏi thập vạn đại sơn à? Nữ tử cười lạnh nói. Khi ta đến đế quốc huyền thú cũng chính là lúc bọn họ bỏ mạng. Dương Diệp trầm mặc một hồi, lại hỏi. Ngươi vì sao đáp ứng kết thân với nhị điện hạ gì đó? Nghe vậy, trong mắt nữ tử hiện lên sát khí lạnh lẽo, nói. Bởi vì chất nhi của ta lấy mẫu hậu ta ra để uy hiếp ta. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta và hoàng đế đại tần hiện tại là cùng cha khác mẹ. Hơn nữa mẫu hậu của ta không có một nhà mẹ đẻ tốt, cho nên chất nhi đó của ta mới có thể bắt ta làm quân cờ của hắn. Quả nhiên vô tình nhất là hoàng gia. Dương Diệp lắc đầu, những lời này hắn trước kia đã từng được nghe nói qua, cũng không tin hoàn toàn. Nhưng hiện tại hắn tin rồi. Hoàng thất thật sự là vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn nếu bắt mẫu hậu ngươi ra để uy hiếp ngươi, vậy ngươi vì sao vẫn muốn chạy trốn? Dương Diệp lại hỏi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cứu mẫu thân ta và chính bản thân ta. Nữ tử trầm giọng nói. Nếu ta thật sự được gả cho nhị hoàng tử điện hạ đó, vậy với thủ đoạn tàn nhẫn của chất nhi đó, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết mẫu thân ta. Nếu ta đào tẩu, hắn sẽ ngược lại thành ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ giữ lại tính mạng của mẫu thân ta để uy hiếp ta. Giết mẫu thân ngươi. Dương Diệp không thể tin được, nói. Đùa à, đại tỷ, mẫu thân ngươi tốt xấu gì cũng là phi tử của Thủy Hoàng đó, hắn dám à. Khóe miệng nữ tử phát ra một nụ cười lạnh, nói. Ngươi có biết gia gia của ta có bao nhiêu phi tử không? Không đợi Dương Diệp trả lời, nàng ta lại nói. Hậu cung 3000, gia gia của ta đâu chỉ có 3000. Phi tử của ông ta ký danh có hơn 8000, mà không ký danh thì chính là nhiều đếm không xuể. Ngươi có biết hoàng tử công chúa Đại Tần có bao nhiêu người không? Không nói hoàng đế ca của ta, nhi tử của gia gia ta còn có hơn 400, công chúa thì khoảng gần 1000. Dương Diệp bật cười, thủy hoàng này thật sự là ngựa giống không hơn không kém. Hiện tại hắn cũng đã có chút minh bạch, thủy hoàng có nhiều phi tử như vậy. Chắc hẳn phần lớn trong đó chỉ là vợ chồng một đêm,
mẫu hậu của nữ tử trước mắt này chính là loại đó, loại phi tử có thân phận không tốt, hơn nữa còn không được sủng ái, ở trong hoàng cung Đại Tần khẳng định là cực kỳ không được coi trọng. Một lúc sau, Dương Diệp lắc đầu, nói. Những gì mà ngươi nói có liên quan gì tới ta đâu? Ta vì sao phải nhất định hợp tác với ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp như nhìn một kẻ ngốc, nói. Ngươi đúng là đầu đất, chuyện ta kết thân với nhị hoàng tử của đế quốc huyền thú là một bí mật, để giữ bí mật này, chất nhi đó của ta sẽ giết cả thân binh và cường giả linh cảnh mà hắn bồi dưỡng, mà hiện tại ta đào tẩu với ngươi, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua cho ngươi và ta à? Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ nói. Ta cảm thấy ta lại trúng kế của ngươi rồi. Kỳ thật ta không nên nói với ngươi bí mật này, thì hắn để phòng ngừa vạn nhất cũng sẽ quyết không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ rồi nói. Ta đảm bảo sẽ không nói ra ngoài, được không? Ngươi nói xem có được không? Nữ tử cười cười, nói. Xem ra là không được rồi. Dương Diệp nhún vai, nói. Chất nhi đó của ngươi đúng là biết dùng công để mưu tư. Dùng lệnh truy nã của đế quốc Đại Tần để truy nã ta và ngươi à? Không đâu. Nữ tử lắc đầu, nói. Hắn sẽ không truy nã, hắn sẽ trực tiếp hạ lệnh truy sát. Ta nghĩ hiện tại hắn đã phát ra lệnh truy sát rồi, đồng thời bắt đầu điều tra ngươi. Ngươi đừng xem thường lực lượng của đế quốc Đại Tần. Đế quốc Đại Tần muốn điều tra một người, đó là chuyện hết sức dễ dàng. Có lẽ hắn sau khi tra được thân phận của ta sẽ từ bỏ việc đuổi giết ta đó. Dương Diệp nói. Ồ, nữ tử nhìn Dương Diệp với vẻ bất ngờ, sau đó cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi không phải đệ tử của kiếm tông, nhưng một tay kiếm pháp của ngươi so với đệ tử kiếm tông thì còn sắc bén hơn, ngươi không phải là con tư sinh của tông chủ kiếm tông chứ. Chỉ là, cho dù ngươi là con tư sinh tông chủ kiếm tông thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, đương nhiên, ngoài sáng thì không đối phó ngươi, nhưng ám sát thì sao? Hắn không nói thì ai biết là hắn đối phó ngươi. Nói cách khác, ta ngoài giống như lợn chờ bị thịt thì không có biện pháp khác. Dương Diệp hỏi. Đương nhiên không phải. Nữ tử cười nói. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta sẽ có biện pháp khiến chất nhi đó của ta từ bỏ việc đối phó chúng ta, thậm chí cho dù là kéo hắn xuống ngựa cũng không phải việc gì khó. Dù sao, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đó cũng không phải chỉ có một mình hắn. Dương Diệp lắc đầu. Cự tuyệt nói. Ta có việc phải làm của mình, thật sự là không muốn bị cuốn vào trong cơn lốc hoàng gia các ngươi. Chất nhi gì đó của ngươi muốn đối phó ta, vậy thì bảo hắn đến đây đi. Dương Diệp hiện tại chỉ muốn đề thăng thực lực, sau đó tham gia thanh vân bảng, đoạt được thanh vân lệnh và hoàn thành lời hứa với Tô Thanh Thi. Về phần những cái khác, hắn thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Thấy Dương Diệp vẫn cự tuyệt, nữ tử thở dài một tiếng, thật lâu sau. Nàng ta lại nói. Thật sự không lo lắng à? Hiển nhiên, nàng ta vẫn có chút không cam lòng. Dương Diệp lắc đầu cười cười, kỳ thật lúc trước hắn thiếu chút nữa đã bị nữ nhân trước mắt này thuyết phục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt, vẫn là nguyên nhân đó, hắn không thể tin tưởng nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này lớn lên ở loại địa phương như Hoàng Cung, vậy thì tâm nhãn tuyệt đối là hắn không thể so sánh bằng, hai người hợp tác, nếu nữ nhân này có tư tâm khác. Hoặc là có ý đồ khác, vậy thì Dương Diệp hắn chắc chắn sẽ bị nàng ta bán đứng. Cho nên, cho dù hoàng tử đế quốc Đại Tần gì đó và hoàng tử của đế quốc huyền thú muốn đối phó hắn, hắn cũng lựa chọn cự tuyệt. Tịch Tuyệt học tỷ, thật đúng là ngươi à. Ngay khi nữ tử chuẩn bị lên tiếng thì một thanh âm xen lẫn kinh hỉ và bất ngờ từ ngã tư đường bên phải hai người truyền tới. Nghe thấy tiếng, Dương Diệp nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy hai nam hai nữ đang bước về phía hắn và nữ tử, bốn người đều khoảng 20 tuổi, nam đẹp trai nữ xinh xắn, đặc biệt là hai nữ tử, tuy dung mạo của hai nàng so ra thì vẫn kém nữ tử bên cạnh hắn, nhưng lại có một vẻ phong tình khác. Mấy người bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp và nữ tử, khi nam tử dẫn đầu thấy rõ dung mạo của nữ tử bên cạnh Dương Diệp thì trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ không thể che giấu, nói. Tịch Nguyệt học tỷ. Người sao lại tới di tích thương triều này không phải cũng là vì mộ của trụ đế chứ? Tịch Nguyệt, Dương Diệp nhìn nữ tử bên cạnh, thì ra nữ tử này tên là Tần Tịch Nguyệt. Nam tử trước mắt này gọi nàng ta là học tỷ, vậy chắc chính là người của học viện hoàng gia nổi danh của đế quốc Đại Tần. Ngươi là? Nữ tử nhướng mày hỏi. Đối phương nếu gọi nàng ta là học tỷ, vậy chắc là đệ tử của học viện hoàng gia,
chỉ là nàng ta thật sự không nhận ra đối phương. Nghe vậy, trong mắt nam tử hiện lên vẻ buồn bã, nữ tử trước mắt thật sự không nhớ hắn rồi. Áp chế cảm xúc buồn bã trong lòng, hắn mỉm cười nói. Ta tên là Quân Lâm, lúc trước từng được học tỷ chỉ điểm ở Học viện Hoàng gia, học tỷ chắc vẫn có chút ấn tượng chứ. Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra vẻ giật mình, nói. Thì ra là ngươi, không ngờ ngươi hiện tại đã là tiên thiên lục phẩm, không tồi, không lãng phí nước miếng của ta lúc trước. Nam tử nghiêm mặt, sau đó thi lễ với Tần Tịch Nguyệt, nói. Ơn chỉ điểm lúc trước, Quân Lâm trọn đời không quên. Tần Tịch Nguyệt cười cười, nói. Không cần phải như vậy đâu, ngươi chắc cũng hiểu, lúc trước chỉ điểm cũng chỉ là học phận thôi. Ngươi có thành tựu hôm nay, tất cả đều là nhờ sự cố gắng của chính bản thân ngươi. Nam tử tên là Quân Lâm cười cười, không tranh luận về vấn đề này nữa, sau đó nói. Học tỷ cũng vì mộ của trụ đế mà đến à, nếu đúng là vậy thì chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Mộ của trụ đế? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Đó là gì vậy? Dương Diệp ở bên cạnh cũng có chút tò mò nhìn nam tử tên là Quân Lâm ở trước mắt, đương nhiên, hắn chỉ là tò mò về mộ của trụ đế gì đó. Học tỷ không phải vì mộ của trụ đế mà đến ư? Quân Lâm kinh ngạc nói. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói. Ta và phu quân chỉ là ngẫu nhiên tới đây thôi. Phu quân. Nghe vậy, nam tử tên là Quân Lâm và ba người bên cạnh đồng loạt kinh hãi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh Tần Tịch Nguyệt. Khi phát hiện Dương Diệp chỉ là phàm nhân cửu phẩm thì ánh mắt của bốn người lập tức trở nên cổ quái. Mà trong mắt Quân Lâm thì hiện lên một tia dữ tợn, chỉ là che giấu rất tốt. Dương Diệp cũng bị những lời này của Tần Tịch Nguyệt làm cho kinh ngạc, nữ nhân trước mắt này muốn gây họa à? Là muốn mượn miệng của mấy người này để kéo hắn xuống nước sao? Nghĩ vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nữ nhân này lại đang lợi dụng hắn rồi. Một lúc sau, trên mặt Quân Lâm lộ ra nụ cười miễn cưỡng, hỏi. Học tỷ đã kết hôn rồi à? Vẫn chưa. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Chỉ là cũng sắp vậy rồi. Dương Diệp đoán đúng, Tần Tịch Nguyệt chính là muốn kéo hắn xuống nước. Bởi vì chỉ có làm như vậy, nàng ta và mẫu hậu của nàng ta mới có cơ hội sống sót. Hoàng thất cấu kết với huyền thú, hoàng thất sao có thể để việc này lưu truyền ra ngoài. Cho nên, cho dù là nàng ta đi tố cáo chất nhi của nàng ta thì nàng ta và mẫu hậu của nàng ta vẫn khó thoát khỏi kiếp chết, kết quả tốt nhất cũng là vĩnh viễn bị nhốt trong lãnh cung. Bất kể là kết quả nào thì cũng đều là kết quả mà nàng ta không hy vọng nhìn thấy. Đặc biệt hiện tại nàng ta còn có thêm tội danh lén trốn theo trai. Hoàng thất Đại Tần chú trọng nhất là mặt mũi, loại chuyện này Hoàng thất Đại Tần tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta. Cho nên, nếu nàng ta bị bắt về, kết cục của nàng ta nhất định sẽ rất thê thảm. Nàng ta sở dĩ muốn kéo Dương Diệp xuống nước, chính là vì Dương Diệp có thể thay đổi kết cục của nàng ta. Nếu người nàng ta lựa chọn bỏ trốn cùng là một phế vật, vậy thì đế quốc Đại Tần khẳng định sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhưng nếu người nàng ta lựa chọn bỏ trốn cùng là một thiên tài thì lại khác. Đại Tần không chỉ sẽ không xử phạt nàng ta, ngược lại còn coi trọng nàng ta. Bởi vì những công chúa không được sủng ái này chỉ có một mục đích sống, đó chính là kết quan hệ thông gia, mượn sức thiên tài các lộ. Nghe thấy lời nói của Tần Tịch Nguyệt, nam tử tên là Quân Lâm sắc mặt dễ coi hơn một chút, vẫn chưa thật sự kết hôn là tốt rồi. Hắn quan sát Dương Diệp, ánh mắt dừng ở thân kiếm trên tay Dương Diệp. Sau đó nói, huynh đài là đệ tử của kiếm tông. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt, sau đó lắc đầu, nói. Không phải, tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt của bốn người học viện hoàng gia lại trở nên quái dị, một tán tu, hơn nữa còn chỉ là huyền giả cửu phẩm, thực lực như vậy, vị học tỷ trước mắt này sao lại nhìn chúng hắn. Tần Tịch Nguyệt ôm lấy cánh tay Dương Diệp, cười nói. Phu quân của ta đích xác chỉ là một tán tu, có điều tư chất của hắn không tệ, ta chuẩn bị dẫn hắn vào học viện hoàng gia, với tư chất của hắn, ở trong học viện hoàng gia hẳn là có thể chiếm được một vị trí. Nàng ta đương nhiên không phải là đang giải thích gì cho Dương Diệp, mục đích của nàng ta chỉ có một, đó chính là mượn miệng của những người này để nói với người của hoàng thất, nam tử có thể cưỡi thú vương chuẩn bị được nàng ta lôi kéo vào học viện hoàng gia. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Tần Tịch Nguyệt. Nếu nữ nhân này không cho hắn một giải thích hợp lý, hắn lần này sẽ thật sự động thủ giết người, cho dù nữ nhân trước mắt này thực lực cao hơn hắn hai bậc. Tiến vào học viện hoàng gia.
Nam tử bên cạnh Quân Lâm có chút bất ngờ, sau đó ngữ khí có chút châm chọc nói. Học tỷ, không phải là ai cũng có thể vào được học viện Hoàng gia đâu. Chồng của ngươi, bằng hữu này hiện tại đã 17-18 tuổi, nhưng sao vẫn chưa bước vào tiên thiên, tư chất này chỉ sợ không tiến vào được học viện Hoàng gia đâu. Nụ cười trên mặt Tần Tịch Nguyệt tắt phụt, lạnh lùng như xương, nhìn nam tử vừa lên tiếng, lạnh giọng nói. Ngươi tên gì? Thấy ngữ khí của Tần Tịch Nguyệt trở nên bất thiện, Quân Lâm nheo mắt, trước tiên không nói học tỷ trước mắt này lai lịch thần bí, cho dù là thực lực đó thì khẳng định hắn hiện tại cũng không thể đánh lại, phải biết rằng, một năm trước đối phương đã là tiên thiên bát phẩm rồi. Lập tức vội vàng nói. Học tỷ, hắn tên là Trần Vũ, là đồng học của ta, người này nhanh mồm nhanh miệng, mong. Tần Tịch Nguyệt phất tay, cắt ngang lời nói của Quân Lâm, sau đó nhìn nam tử tên là Trần Vũ, nói. Ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì mà nói phu quân của ta tư chất không tốt? Bị một nữ nhân ở ngay trước mặt đồng học của mình và người mình yêu vũ nhục như vậy, nam tử tức giận tới sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn kiêng kỵ thực lực của Tần Tịch Nguyệt, không dám động thủ, chỉ có thể trầm giọng nói. Học tỷ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, còn nữa, phu quân này của ngươi căn bản là không xứng với. Nói tới đây, Trần Vũ và Quân Lâm sắc mặt kịch biến. Bởi vì học tỷ trước mắt này đã động thủ, chỉ thấy thân hình Tần Tịch Nguyệt khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Trần Vũ, sau đó bốp một tiếng, trên mặt Trần Vũ xuất hiện một dấu tay đỏ chói. Tần Tịch Nguyệt lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau tay, sau đó thuận tay ném sang một bên, nhìn Trần Vũ vẫn còn đang đờ đẫn, nói. Phu quân ta có xứng với ta hay không thì liên quan chó gì tới ngươi? Cần ngươi lắm miệng à? Hiện tại cút ngay cho ta. Bằng không lần sau sẽ không phải là một cái tát đâu, mà là đầu ngươi rơi xuống đất đó. Quân Lâm nhìn Tần Tịch Nguyệt với vẻ không thể tin nổi, nói. Học tỷ, ngươi đã là vương giả cảnh rồi à? Nghe thấy vậy, Trần Vũ vừa phục hồi lại tinh thần con ngươi co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Tần Tịch Nguyệt xua tay nói. Các ngươi đi đi. Nghe vậy, trên mặt Quân Lâm lộ ra vẻ chua chát, không nói gì. Ôm quyền với Tần Tịch Nguyệt rồi sau đó lại nhìn Dương Diệp một cái, lúc này mới dẫn ba người xoay người rời đi. Bốn người họ đi rồi, Dương Diệp nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói. Ta không thích bị người ta lợi dụng và bài bố, giải thích cho ta hay, bằng không thì đánh một trận đi. Dịch. Tần Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Dương Diệp, nói. Tiểu đệ đệ, nói với tỷ tỷ đi, ngươi chỉ có thể khống chế thú vương ra. Có phải còn lĩnh ngộ được chân ý của kiếm đạo đó không? Con người của Dương Diệp co rút lại, kiếm ý chính là một trong những con bài chưa lật của hắn, hắn chưa bao giờ từng thi triển, nữ nhân trước mắt này sao biết được? Thấy vẻ mặt của Dương Diệp, Tần Tịch Nguyệt đã biết đáp án, lập tức không nhịn được lại bật cười, cười một hồi rồi nói. Thì ra tiểu đệ đệ ngươi thật sự đã lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Ha ha, tiểu đệ đệ, ngươi quả thật là thiên phú dị bẩm đó. Ngươi sao lại nhìn ra được? Dương Diệp trầm giọng nói. Bởi vì kiếm chiêu và kiếm khí của ngươi quá mức sắc bén, hơn nữa ngươi dường như là không thể khống chế kiếm ý được một cách hoàn toàn, khiến cho ngươi khi vận dụng kiếm pháp và kiếm khí lộ ra một tia kiếm ý. Tần Tịch Nguyệt nói. Thì ra là thế. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật hắn vốn cũng đã cảm giác được vấn đề này, nhưng hắn căn bản lại không thể giải quyết được. Bởi vì hắn tuy đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng sự khống chế đối với kiếm ý vẫn chưa thể nắm giữ được một cách hoàn toàn, đây cũng là chỗ luôn khiến cho hắn phải đau đầu. Dương Diệp tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa, nhìn Tần Tịch Nguyệt, nói. Giải thích đi, ta cần một câu giải thích, bằng không ta sẽ dùng hết sức để tru sát ngươi. Tần Tịch Nguyệt không thèm để ý tới sát khí từ trên người Dương Diệp tỏa ra, nàng ta chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó ngọc thủ chậm rãi vươn tới cách trước ngực Dương Diệp hơn 10 cm. Sau đó hai mắt khép hờ. Dương Diệp nhướng mày, tuy nữ tử trước mắt này không giống như là muốn động thủ, nhưng hắn vẫn không thể không phòng bị. Ngay khi hắn chuẩn bị lui về phía sau thì hai mắt Tần Tịch Nguyệt đột nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, sau đó một dòng hắc tuyến và hồng tuyến trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp sắc mặt đại biến, không chút do dự rút kiếm chém về phía Tần Tịch Nguyệt, nhưng mà ngay khi kiếm của hắn cách đầu nữ tử chỉ còn mấy cm. Tần Tịch Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó người ngã thẳng về phía hắn. Dương Diệp thu kiếm vào vỏ, đỡ lấy nữ tử, sau đó hai mắt khép hờ,
nội thị trong cơ thể của mình, chỉ thấy một dòng hắc tuyến và hồng tuyến lúc trước đang quấn trên trái tim hắn, huyền khí dũng động, chuẩn bị tiêu hủy chúng, nhưng mà khi của huyền khí màu vàng kim của hắn chạm vào hồng tuyến và hắc tuyến đó, thân thể trong lòng hắn lập tức run rẩy, giống như phải chịu đựng sự đau đớn rất lớn, khuôn mặt tinh xảo đó cũng trở nên vặn vẹo. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vàng dừng động tác trong cơ thể, quả nhiên, hắn vừa dừng lại, thân thể của Tần Tịch Nguyệt cũng ngừng run rẩy. Sau một lúc lâu, Tần Tịch Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, sau đó lộ ra nụ cười có chút thê thảm với Dương Diệp. Đó là cái gì thế? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Hai tia hồn phách của ta. Khóe miệng Tần Tịch Nguyệt nở một nụ cười buồn, nói. Ta đã giao hai tia hồn phách của ta vào tay ngươi, nếu ta có lòng hại ngươi, hoặc là muốn mưu đồ bất chính với ngươi, ngươi không những có thể ngay lập tức cảm ứng được, còn có thể dùng hai tia hồn phách này để khiến ta sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi có thể tin ta rồi chứ? Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, nữ nhân trước mắt này không ngờ giao hai tia hồn phách vào tay hắn, điều này không nghi ngờ gì nữa cũng kính là giao sinh tử của nàng ta cho hắn. Lập tức hỏi, vì sao lại làm như vậy? Hắn thật sự có chút không rõ nữ nhân này vì sao lại làm như vậy. Lúc trước ngươi nói không hợp tác với ta, là vì ngươi không tín nhiệm ta, hiện tại mạng của ta đều nằm ở trong tay ngươi rồi, vậy chúng ta đã có thể hợp tác hay chưa? Thanh âm của nữ tử có chút suy yếu. Có đáng phải vậy không? Không đáng thì ta cũng làm được gì. Nếu ta không hợp tác với ngươi, vậy mẫu hậu của ta nhất định sẽ bị chất nhi đó của ta hại chết, chỉ có hợp tác với ngươi, mẫu hậu ta mới có một tia hy vọng. Tần Tịch Nguyệt buồn bã nói. Thì ra ngươi là vì mẫu hậu của ngươi. Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nữ tử trước mắt này bức thiết muốn hợp tác với hắn như vậy không phải là vì bản thân nàng ta, mà là vì mẫu thân của nàng ta. Nghĩ tới đây, có lẽ là vì cảm động, hắn bỗng nhiên cảm thấy nữ nhân trước mắt đã trở nên thuận mắt hơn. Bằng không ngươi cho rằng tỷ tỷ thật sự coi trọng ngươi à? Khóe miệng Tần Tịch Nguyệt vẽ ra một độ cong, nói. Tiểu đệ đệ, tuy ngươi rất ưu tú, diện mạo cũng không tồi, nhưng vẫn chỉ là tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thích nam tử thành thục, không hề cảm thấy hứng thú với loại tiểu nam hài còn chưa đủ lông đủ cánh như ngươi đâu. Dương Diệp lắc đầu, không đấu võ mồm với Tần Tịch Nguyệt nữa, cổ tay khẽ động, lấy ra một tấm trị liệu phù rồi vỗ vào người Tần Tịch Nguyệt, nói. Nể tình ngươi là vì muốn cứu mẫu thân ngươi, cho ngươi một tấm trị liệu phù thượng phẩm miễn phí. Nhưng ta vẫn muốn nói, ta sẽ không gia nhập học viện hoàng gia gì đó đâu, hoặc là làm việc theo kế hoạch gì đó của ngươi, ngươi hiểu chứ? Tuy nữ tử trước mắt vì mẫu thân, cam nguyện để mình nắm giữ vận mệnh của nàng ta nên cũng khiến Dương Diệp có chút cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi, hắn sẽ không thật sự làm việc theo kế hoạch của nữ nhân này. Mẫu thân của bản thân hắn cũng còn đang phải ở trong Bách Hoa Cung chịu khổ. Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi giúp ta một việc nhỏ là được rồi. Trong mắt Tần Tịch Nguyệt mang theo một tia cầu xin. Việc gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Thừa nhận ta bỏ trốn cùng ngươi, cũng làm tình nhân của ta, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Dương Diệp càng nhíu mày chặt hơn, nói. Làm vậy để làm gì? Ngu ngốc. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái, nói. Với thiên phú và thực lực của ngươi, ngày sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Nam Vực, đặc biệt là việc ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý nếu để thế nhân biết được, khi đó nhất định sẽ làm rất nhiều người phải khiếp sợ, mà khi đó ngươi lại là tình nhân của ta, lại thêm tông môn của các ngươi, khi đó hoàng thất của đế quốc Đại Tần nhất định sẽ bảo ta cực lực mượn sức ngươi. Như vậy, bọn họ sẽ coi trọng ta, một khi bọn họ coi trọng ta rồi, mẫu thân của ta tất nhiên cũng sẽ có thể mẹ dựa vào con mà quý. Tất cả những gì ngươi nói đều là lợi ích của ngươi, vậy ta thì có được gì? Dương Diệp hỏi. Hắn cũng không ngốc đến nỗi đi làm người tốt gì đó, có gì đó thực tế mới là quan trọng nhất. Tần Tịch Nguyệt lật tay, một quyển trục và lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay nàng ta, đưa quyển trục và lệnh bài cho Dương Diệp, nói. Ngươi đương nhiên cũng sẽ có lợi. Lợi ích thứ nhất, ta ở đế quốc Đại Tần nắm giữ một hệ thống tình báo, đây là danh sách và địa điểm của những nhân viên thuộc hệ thống tình báo đó, ngươi cầm lệnh bài này đi tìm bọn họ sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi. Ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều sản nghiệp ở đế quốc Đại Tần, những sản nghiệp này tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, những cái này ngươi đều có thể sử dụng. Lợi ích thứ hai, có thể giải quyết uy hiếp đến từ chất nhi đó của ta,
chất nhi đó tuy hiện tại là thay cha nắm giữ đất nước, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chưa phải là chủ nhân chân chính của Đại Tần. Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là tình nhân của ta, vậy ngươi chuyện giữa ngươi và hắn có thể xem như là chuyện nội bộ của Đại Tần chúng ta. Nói cách khác, ngươi không phải đối mặt với toàn bộ đế quốc Đại Tần, mà chỉ có một mình hắn mà thôi. Không chỉ như vậy, thậm chí các hoàng tử khác còn có thể âm thầm giúp đỡ ngươi và ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực và tiềm lực. Lợi ích thứ ba. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt cười đầy quyến rũ, nói. Tiểu đệ đệ, lợi ích thứ ba tất nhiên chính là có đại mỹ nhân tỷ tỷ ta đây bầu bạn, tuy ngươi chỉ là tình nhân trên danh nghĩa của tỷ tỷ, nhưng nếu ngươi theo đuổi tỷ tỷ, nói không chừng giữa chúng ta thật sự sẽ nảy sinh ra cái gì đó. Dương Diệp phớt lờ lợi ích cuối cùng mà Tần Tịch Nguyệt nói, bảo. Ngươi thẳng thắn với ta như vậy, còn giao hồn phách của ngươi cho ta, là vì nhìn chúng kiếm ý của ta à? Tần Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, gật đầu, nói. Chính xác, nếu tiểu đệ đệ ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý, tỷ tỷ sẽ không để lại đường lui cho mình như vậy đâu. Bởi vì ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý tuy thực lực vẫn rất mạnh, nhưng chưa được xem là tài tuyệt kinh diễm, loại thực lực này của ngươi. Bên trong hoàng bảng không phải là không có, nhưng ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý thì sẽ khác. Theo ta được biết, kiếm tông ngoài túy đạo nhân mấy trăm năm trước lĩnh ngộ được kiếm ý ra, tới giờ vẫn không có một ai có thể lĩnh ngộ được. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc, hắn từ trước tới giờ luôn muốn đề cao thực lực, sau đó cứu mẫu thân ra. Nhưng mà việc này chung quy vẫn cực kỳ khó, bởi vì cho dù là hắn đạt tới tôn giả cảnh, cũng vẫn không thể đối kháng chính diện với quái vật lớn Bách Hoa Cung. Vẫn là câu đó, nếu muốn đối kháng với Bách Hoa Cung, vậy nhất định phải thành lập thế lực của chính hắn. Kế hoạch thu phục thú vương này không tồi, nhưng vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì thú vương trừ chiến đấu ra thì cái khác có thể nói là chẳng ra gì. Mà những lời của hiện tại nữ tử trước mắt này khiến hắn đã động tâm, đó chính là hệ thống tình báo mà nữ tử đó vừa nói, Dương Diệp hắn nên thành lập một thế lực ở thế giới nhân loại. Thành lập một thế lực là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng Dương Diệp hắn vẫn có lòng tin, bởi vì hắn là phù văn sư, chỉ cần có tiền, vấn đề cơ bản nhất để thành lập một thế lực sẽ không còn là vấn đề. Cái còn lại chính là con người, về phần con người, Tần Tịch Nguyệt trước mắt này không phải vừa hay thích hợp sao? Đối phương ở trong hoàng thất không được coi trọng, lại vẫn có thể một mình thành lập một hệ thống tình báo và thu mua một số sản nghiệp, năng lực và tâm cơ tất nhiên là không cần phải nói. Về phần vấn đề niềm tin. Hồn phách của đối phương đã ở trong tay mình, vấn đề lòng tin cũng đã không còn là vấn đề. Nói cách khác, ý tưởng thành lập một thế lực là có thể thực hiện được. Nghĩ vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thầm hạ quyết tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.